Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng Tọa Viện Chủ Tổ Đình Vĩnh Nghiêm, kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu. Hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2018, nhằm ngày 21 tháng 8 năm Mậu Tuất. Hiện giờ là 9 giờ 20 phút sáng giờ Việt Nam. Giám nhàn đang có mặt tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh, và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay là ngày tổ chức cộng tu một tháng một lần tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm. Thì hôm nay Thượng Tọa Thượng Thanh Hạ Phong, Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương, chủ trì Tổ đình Vĩnh Nghiêm. Vì công việc mới ra tham dự lo tang lễ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa xong rồi Thượng Tọa về cũng hơi mệt, cho nên sáng hôm nay Thượng Tọa nhắn tin sớm chỉ đạo giám nhàn lên đây để có một cái buổi giảng, cũng như là sau khi buổi giảng tổ chức một cái đại lễ phóng sanh cúng thí thực, để thứ nhất đó là cầu siêu hồi hướng cho hương linh Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đồng thời cũng cầu nguyện cho các vị hương linh đang ký tự ở tại nơi cửu quyền thất tổ Tổ đình Vĩnh Nghiêm, và cũng như hương linh Nguyễn Thị Trúc Đào, pháp danh Hương Trúc, rồi hương linh của cụ bà Nguyễn Thị Nguyệt, pháp danh Bình An, rồi một số các vị như là chú Sơn, rồi pháp danh Đức Thọ, mẹ của chú hôm nay cũng có mặt ở đây. Thì coi như một cái buổi lễ chúng ta cộng tu hôm nay gọi là âm siêu dương thới. Phần dương tức là những Phật tử hiện hữu có mặt tại đây, chúng ta được tụng kinh, nghe pháp, phóng sanh, cúng thím, dùng cơm. Còn phần âm thì họ thừa hưởng được cái từ trường của mình cộng tu hôm nay. Cái từ trường tức là cái năng lượng mà mình trì chú đại bi, tụng kinh, niệm Phật, họ hưởng được cái từ trường này. Và cộng lại nữa là cái công đức phóng sanh, họ hưởng được cái công đức phóng sanh, cúng thí thực, vân vân. Cho nên thành ra cái buổi lễ mà tổ chức pháp hội, chúng tôi để cái tâm vô trong này nhiều lắm. Sắp xếp lo buổi sáng quý vị phải ăn cái gì. Hình như sáng nay ăn bún xào ngon không ạ? Rồi chưa mà có cái món gì cho thiệt ngon, nấu cơm đó, để đãi các vị Bồ Tát tới đây. Trong lòng của giám nhàn thực sự chân thật, khi mà tổ chức một cái pháp hội, giám nhàn lo trước kỹ càng, lo bằng cái lòng mà chân thật của mình, đem những cái gì tốt nhất để mình lo cho họ.
Cái đó là cái tình người với nhau khi mình mời người ta về nhà, cũng như là mình mời người ta đến chùa, mình phải lo bằng một cái lòng chân thật, không có vụ lợi, không có điều kiện. Thực sự là vậy thì mình mới cảm ứng được với cái tấm lòng của họ, cảm ứng đến chư thiên long thần hộ pháp, chư Phật gia trì cho mình. Còn khi mình mời họ đến, mình có điều kiện với họ, thì cái này Phật dạy giao tiếp đừng mong cầu lợi mình, vì lợi mình thì có ý mưu đồ và nó mất hết cái đạo nghĩa. Vậy cho nên hôm nay chúng tôi lên giao tiếp để đem cái pháp môn tịnh độ và phổ biến cho quý vị có mặt tại đây, cũng như đang online trực tiếp ở trên tỉnh Thất Quan Âm, cũng đang xem trực tiếp ở khu chiên tu, cũng như trên toàn thế giới. Mong mọi người lắng lòng chân thật, vâng lời làm theo. Vì những cái điều mà giám nhàn phổ biến hôm nay cũng lấy từ trong văn sao, theo lời dạy của Ấn Tổ. Mà Tổ sư Ấn Quang thì Ngài nói cái lời lẽ của Ngài tuy rằng vụn về chất pháp, nhưng mà nghĩa lý Ngài lấy từ ở trong kinh Phật lời Tổ. Nếu mà ai chịu hành theo thì lợi ích vô cùng. Cho nên hôm nay giám nhàn cũng lấy những cái lời của các vị tiền bối có thành tựu đi trước để trao gửi cho quý vị. Mình làm cái vốn, tức là tư lương hành trang. Vì vậy cho nên thành ra thì cuộc đời còn lại của giám nhàn hàng ngày ở trong khu chiên tu, trì chú đại bi tùy theo cái sức của mình, rồi niệm Phật, niệm Quan Âm tùy theo cái việc thiện mình có khả năng, tùy duyên mình làm, chứ không có phan duyên. Phan duyên tức là mình chạy trọt xin xỏ, tìm kiếm, nhọc lòng. Mà ông Bạch Cư Dị ông nói một câu là làm phước sợ bôn ba. Ông Bạch Cư Dị ông nói rất là hay, làm phước sợ bôn ba là mình phan duyên mình làm gọi là bôn ba. Còn mình tùy duyên mình làm thì có nhiêu mình làm bao nhiêu, có ít làm ít, có nhiều làm nhiều, không có khỏi làm phước á. Vì vậy cho nên thành ra thì thời gian 4 ngày chủ nhật, 3 cái ngày chủ nhật ở trên tỉnh Thất Quan Âm, anh Nhất Nhàn đem tấm lòng ngu thành của mình, học được những gì của Ấn Tổ trong văn sao thì đem ra bằng tấm lòng chân thành để chia sẻ cùng quý vị. Nếu những người nào thấy cần thiết thì chúng ta đến đây ngồi với nhau. Còn những vị thấy mình giỏi quá, mình không cần nghe nữa, thì chúng ta không thể gặp nhau ở trong hoàn cảnh như vậy. Cho nên hôm nay giám nhàn rất là ghi nhận tấm lòng của quý thầy, quý sư cô và quý Phật tử có mặt tại ở trong tổ đình Vĩnh Nghiêm. Giám nhàn đem tất cả bằng tấm lòng chân thật của mình, biết những cái gì trong văn sao Ấn Tổ chỉ dạy, giám nhàn trao gửi quý vị. Chứ thực ra mình cũng chưa có chứng đắc, chưa thành tựu gì được cả, thực sự là vậy. Thì hôm nay thực lòng mà rất là ghi nhận cái tấm lòng của Thượng Tọa trụ trì tổ đình Vĩnh Nghiêm. Đây là một cái tổ đình có từ rất xa xưa ở tại nơi trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Thì giác nhàn cũng không biết vì sao mình lại có cái nhân duyên với Thượng Tọa Thanh Phong, với tổ đình, mà Thượng Tọa cho cứ một tháng xuống đây tổ chức pháp hội một lần. Thì đó cũng là cái nhân duyên tình pháp lữ nhiều đời. Vì vậy gặp nhau, quý mến nhau, thương yêu nhau và hỗ trợ nhau để mà hoằng pháp. Cho nên cái ân đức của Thượng Tọa Thanh Phong đối với giác nhàn rất là lớn. Cho nên cứ kỳ lễ lớn nào giác nhàn cũng hay thỉnh mua vé máy bay cho mẹ của Thượng Tọa Thanh Phong lên tỉnh Thất Quan Âm tham dự. Và đặc biệt không có các buổi pháp hội nào ở đây cụ bỏ giác nhàn hết. Này cụ đứng dậy cho mọi người thấy chút xíu nữa ạ. Thì vừa xuống gặp mặt Thượng Tọa Thanh Phong thì Thượng Tọa nói thân mẫu của tôi có duyên với thầy, suốt ngày chỉ nghe thầy cái máy MP3 cái áp sát cái tai nghe suốt. Và nói ông thầy nhàn, ông nói sao nghe hay thế, đúng thế, và cứ nghe hoài.
Bữa mới gửi cho bà 10 cái nữa, bà mừng, bà kêu ôi rồi cái này nó quý hơn vàng. Thành ra thì mỗi lần giấc nhàng giảng buổi sáng xong là bà cứ ra phóng sanh xong thầy kêu sao thầy không làm buổi chiều nữa, thầy giảng buổi chiều nữa thầy đi đâu vậy? Thì bà cụ bà có nhân duyên. Thì học Phật là một sự hưởng thụ tối cao của đời người. Đây là một cái lời nói của ông giáo sư Phương Đông Mỹ khi Hòa Thượng Tịnh Không gặp. Thì ông giáo sư này ông dạy về triết học cho những cái trường đại học ở Đài Loan. Ông rất là giỏi. Thì ông nói dầu cho triết học gì đi nữa, dầu cho cái văn hóa gì đi nữa, mà khi gặp đến cái văn hóa và triết học của Phật giáo thì không thể nào bị kịp. Ông lấy cái bộ kinh Hoa Nghiêm ra, ông nói cái văn hóa triết học của Phật giáo mà Đức Phật ở trong định nói bộ kinh Hoa Nghiêm này thì thôi rồi, nó siêu xuất. Cho nên nếu ai mà nghe vào và người ta học và hành theo thì người ta sẽ hưởng thụ cái lời giáo huấn của Đức Phật. Vì đây là một cái lối giáo dục siêu phàm nhập thánh, phá mê khai ngộ và lìa khổ được vui. Vì vậy cho nên ông mới nói Hòa Thượng Tịnh Không là học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Hôm nay quý vị vô đây mình học Phật để mình làm Phật. Học pháp môn gì của Phật để làm Phật. Học pháp môn niệm Phật để làm Phật. Hôm qua chúng tôi ra ngồi ở sân bay, đáng lẽ 5 giờ 17 phút nó bay, cuối cùng cho đến 7 giờ nó bay. Ngồi mở một cái đoạn video clip của Hòa Thượng Tiên Hóa khai thị Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài tu pháp môn niệm Phật. Và Hòa Thượng Tiên Hóa có nói một đoạn trong đó chúng tôi nghe, chúng tôi đắc ý. Chúng tôi nói sáng hôm nay sẽ nói cho quý vị nghe. Hòa Thượng Tiên Hóa nói là Ngài Đại Thế Chí nói ở trong Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương mà Ấn Tổ đưa vào làm trong Ngũ Kinh Tịnh Độ. Lắng nghe câu này: mình niệm Phật, Phật niệm lại mình. Phật luôn luôn niệm lại mình và niệm tất cả chúng sanh chứ không niệm riêng với mình. Niệm tức là nhớ nghĩ đến chúng sanh. Mà nếu chúng sanh nào mà nhớ nghĩ niệm đến Phật A-di-đà thì chắc chắn hai người này sẽ gặp nhau. Là con người đó với Đức Phật A-di-đà sẽ gặp nhau. Gọi là nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Mà niệm như thế nào để thấy Phật? Miệng niệm, tâm phải niệm. Nếu mà miệng niệm mà tâm không niệm thì không thể gặp nhau được. Mà có nhiều người hỏi Ấn Tổ là chỉ có tâm niệm không, không có miệng niệm đủ không? Ngài kêu đối với phàm phu chúng ta là phải miệng niệm mà tâm niệm nữa. Có những lúc mình niệm trong tâm, có những lúc mình phải niệm ra tiếng. Nhờ cái sức niệm ra tiếng đó nó hỗ trợ cho trong tâm. Hai cái này nó xen kẽ lẫn nhau. Lúc bình thường mình đi ra bên ngoài niệm trong tâm, khi mình về đối trước bằng Phật mình niệm ra tiếng vừa đủ mình nghe, mình tụng kinh ra tiếng vừa đủ mình nghe. Vì mọi người khiêng một vật nặng còn phải có sức hò reo để lấy cái lực. Vì vậy cho nên thành ra cái người mà hàng ngày họ hay nhớ Phật, họ niệm Phật thì con người này trước sau gì cũng phải gặp Phật. Quý vị đồng ý chúng tôi chuyện này không ạ? Này, Bồ Tát Đại Thế Chí nói là chúng ta phải đồng ý rồi chứ không phải là chúng tôi tự bị đặt lên nói ạ. À. Cái việc ở ngoài thế gian cũng thế thôi. Khi quý vị gặp một anh chàng thanh niên đó hoặc cô đó gặp anh chàng thanh niên đó, hai người bắt đầu tỏ tình thương nhau, nghĩ đến nhau thì trước sau gì cũng phải đám cưới thôi. Đúng không ạ? Nhưng bước đầu nghĩ với nhau, thương nhau, quý nhau thì cái gì cũng tha thứ, cái gì cũng phải lo lắng với nhau hết cả. Không có một cái điều kiện gì và không có một sự bực nhọc tức tối gì cả. Nhưng mà khi về ở với nhau một thời gian rồi cứ nhìn cái lỗi xấu với nhau, nghi ngờ với nhau rồi không tôn kính lẫn nhau thì rã đám ly dị.
Thì cái chuyện này nó quá nhiều trong cái xã hội. Cũng là một cái tâm đó thôi, nhưng mà lúc trước thì nó khác, thì lúc sau nó khác, gọi là tâm vô thường. Mình giữ làm sao cái tâm, cái mức độ đó nó bình thường trong mỗi lúc là cái chuyện này phải đơn giản. Cho nên thành ra mới nói học Phật là sự hưởng thụ đối tối cao của đời người. Hôm nay quý vị đang ngồi học Phật, nhưng mà mình học xong rồi mình không phải để đó giống như cái tủ đựng sách, giống như cái đẩy đựng sách, giống như cái vi tính nó lưu vô những cái dữ kiện nó để trong đó, không có hữu ích. Mà học rồi bắt đầu mình hành theo. Mà khi mình hành theo rồi á, bắt đầu mình mới thấy cái lợi ích của Phật Pháp. Vì vậy cho nên khi Hòa Thượng Tịnh Không học tại Đại Trung với Ngài Lý Bỉnh Nam là 10 năm. Mà khi rời khỏi Ngài Lý Bỉnh Nam, tức là Ngài cho xuất sư đi rồi đó. Mà cái tiêu chuẩn Ngài Lý Bỉnh Nam thấy Hòa Thượng Tịnh Không chỉ cho 5 năm là đủ rồi. Nhưng mà Hòa Thượng Tịnh Không lại xin thêm 5 năm nữa. Khi mà 10 năm ở tại với thầy mình là Ngài cư sĩ Lý Bỉnh Nam, ra đi rồi thọ giới xong vừa quay về lại gặp Ngài Lý Bỉnh Nam. Ngài Lý Bỉnh Nam Ngài nói ông phải tin Phật. Hòa Thượng Tịnh Không ngớ người ra, sao bữa nay Ngài Lý Bỉnh Nam thầy mình nói một câu mình nghe sao mình choáng váng. Học với Ngài thầy mình 10 năm rồi mà bây giờ thầy mình gặp lại mình mà nói mình ông phải tin Phật. Thì sau đó rồi Ngài Lý Bỉnh Nam ngồi xuống mới nói, hồi nãy tôi nói câu đó ý muốn nói là cái người mà tin được Phật là người đó phải làm được thì mới gọi là tin. Nếu người đó chưa làm được thì chưa phải gọi là tin. Cũng như là Phật nói mình giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo và không uống rượu. Mình làm được thì mới gọi là tin Phật. Nếu làm chưa được thì mình chưa tin Phật. Đúng không ạ? Giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, vâng làm các thiện. Tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Con người này phải làm cho được thì mới gọi là tin lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, và tin cái nguyện của Đức Phật A Di Đà để chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Phải làm được. Cho nên cái lộ trình của người tu để chứng đạo là phải tính, là niềm tin chân thật, rồi phải giải thấu được cái nghĩa lý, rồi hành chứng, gọi là tính giải hành chứng. Bốn cái nguyên lý này nó là một cái lộ trình mình phải làm cho bằng được thì mới gọi rằng là có sự thành tựu. Cho nên trong kinh Phật, Phật có dạy nó là nếu người đó tin ta mà không hiểu ta, không thấu hiểu nghĩa lý của ta nói thì người này là hỷ bán ta. Quý vị có nghe cái câu này quý thầy hay nói đúng không? Tin ta mà không hiểu ta là hỷ bán ta. Ví dụ như ở trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn, Đức Phật nói cái nguyện của Bồ Tát Quan Âm nói: ai mà niệm đến danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm, vào lửa lửa không cháy, vào nước nước không chìm. Thì mình tin cái lời của Phật nói là đúng, nhưng mà mình chưa có hiểu được cái nghĩa lý sâu xa. Mình niệm Nam Mô Quan Tham Bồ Tát, Nam Mô Quan Tham Bồ Tát, mình nhảy vô cái là thôi, nó thiêu mình rụi như con heo quay, chịu không nổi. Như vậy Đức Phật nói cái đoạn kinh trong Phẩm Phổ Môn, chúng ta tin như thế nào và hiểu như thế nào. Lửa đây là lửa sân, nói về cái lý là lửa sân hận. Nước đây tức là lòng tham lam. Nếu mà người này thường khởi niệm sân hận tham lam, mà họ thường niệm Quan Âm thì cái lòng tham lòng sân này nó sẽ nhẹ đi và nó mất đi. Ý muốn nói là lửa tham và lửa sân là nói về cái lý nó như vậy. Nhưng mà khi người ta thấu hiểu được cái lý rồi, mà người ta hành trên cái sự, người ta đạt đến nhất tâm. Mà khi đã nhất tâm rồi thông với vạn pháp, vạn pháp là lửa là nước, mà bản thân của họ với nước với lửa là một, gọi là nhất tâm thông vạn pháp. Mình với vạn pháp là một, mình với lửa là một, mình với nước là một. Thì khi mình với lửa là một rồi, trên hiện tướng giới là nhìn thấy cái sắc thân này, nhưng mà bên trong nó đã đạt được thông vạn pháp. Cái thân mình với lửa là một, mình vô lửa lửa không cháy. Cũng như trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức để lại một cái nguyện lực của Ngài, khi Ngài thiêu hết toàn bộ cái thân, nhưng mà trái tim của Ngài, cái lửa bao nhiêu ngàn độ cũng không có thể thiêu được.
Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng cấp cái tháp 13 tầng bên Việt Nam Phật Bức Tự thờ cái trái tim của Ngài. Vừa rồi đây làm một cái lễ, Hòa Thượng Trí Quảng làm một cái lễ cầu siêu cho Chủ tịch nước, trên 500 tăng ni quá chừng đông người cầu siêu, một cái lễ long trọng. Những vị Bồ Tát khi người ta chứng đắc rồi, người ta để lại cái trái tim như là Bồ Tát Thánh Quảng Đức, còn Hòa Thượng, còn Ấn Tổ thì để lại 32 cái răng còn nguyên vẹn. Cái đó là cái nguyện lực của Ngài tu để chứng đắc rồi, nó đã thông với vạn pháp rồi, răng với lửa là một, thân với lửa là một, nó không thiêu được. Có nhiều vị như là nhục thân của Lục Tổ Huệ Năng để bao nhiêu năm không hôi thối, họ chứng đắc. Đây là tột cùng của sự và lý sự viên dung, cho nên nó mới thành tựu được cái lời dạy của Phật. Mà hiểu được cho sâu xa cái lời dạy của Phật thì cái tâm của mình nó phải thanh tịnh, gần tương ưng như Phật. Cái tâm mình đã thanh tịnh thì mình mới hiểu được. Cái tâm mình nó còn vọng động, đôi khi mình hiểu không nổi, mình làm không xong, mình bị nghi ngờ mất. Trên cái người họ tụng kinh, họ cảm được cái pháp lạc, gọi là họ hưởng thụ. Họ trì chú, họ hưởng được cái pháp lạc. Họ niệm Phật, họ hưởng được cái pháp lạc. Họ nghe pháp, họ hưởng thụ được cái pháp lạc. Họ phóng sanh, họ hưởng thụ được cái pháp lạc. Những cái pháp lạc này tự thân mình làm á, thì nó bền bỉ, nó lâu dài. Còn cái pháp lạc mà cái an lạc ở bên ngoài nó đi tới á, thì nó dễ mất mà nó không có tồn tại lâu dài. Trúng số rồi xây nhà, cưới vợ, gả con, được ruộng vườn, châu bò, làm ăn, được thành đạt, vân vân. Thì cái vui đó quý vị để ý một thời gian nó tan biến mất. Còn cái vui của cái người mà họ tu tập cái chánh pháp của Như Lai để họ hưởng thụ á, họ còn tu tập là còn, mà họ không tu tập nữa là mất. Nhưng mà cái pháp lạc đó khi mà họ cảm giác được rồi khó quên lắm, rất là khó quên, mà họ cứ muốn duy trì hoài. Có bà cụ ở trên Tịnh Thất Quan Âm, bà 100 tuổi mà bà tỉnh táo, của mắt bà sáng quắc, mắt bà sáng lắm, không có mờ vậy, tai bà cũng rất thính. Chúng tôi hỏi bà cụ ở đây bao nhiêu năm rồi, kêu ở đây 5 năm rồi, kêu muốn về nhà nữa, kêu không, về nhà mệt lắm, nó bắt cô cháu mệt lắm. Thích ở đây à, kêu sao bà thích ở đây, kêu thích ở đây về với Phật. Rồi bà nói nghe nó dễ thương thế. Bà nói thích ở đây về với Phật. Bà nói một câu gọn gàng vậy, hằng ngày bà muốn về với Phật, cho nên hỏi cái bà trả lời liền chứ bà không suy nghĩ nữa. Giờ quý vị muốn về ở với Phật không, muốn ở với phàm phu? Ở với phàm phu đây là mình chỉ gọi là ở tạm, sống gửi tạm cái thân tứ đại giả hộp tháp về quê hương Tây Phương Cực Lạc, đúng không ạ? Nếu mà con người nào hiểu được điều này, họ tin được điều này và có cái tâm họ gieo cái tư tưởng, cái mầm tưởng như vậy, thì con người này trước sau gì họ cũng được về Tây Phương Cực Lạc. Chúng tôi dám chắc như vậy. Vậy cho nên mới nói là học Phật là sự hưởng thụ của tối cao của đời người. Mà học như thế nào chúng ta mới hưởng được cái pháp vị của Phật tối cao của đời người. Cái người đó người ta vừa học mà người ta vừa hành. Có nhiều người người ta hành không à, người ta không có học, thì người này coi chừng bị dấp phải. Nếu mà học không mà họ không hành là đời trước, nhiều đời họ đã học thông suốt hết rồi. Đây là bậc thượng căn, không phải bàn. Còn bậc hạ căn ngu dốt như chúng ta mà hành mà không học là nó chặt đường. Chắc chắn là chặt đường, sai đường lạc lối. Vì vậy cho nên thành ra là tri hành phải hợp nhất. Biết mình hành, hai cái này phải đi đôi. Mà hành thì hôm nay chúng tôi giới thiệu quý vị cái cuốn Tục Biên Văn Sao, mới in xong 10.000 cuốn. Hôm trước giới thiệu tục pháp hội đợt này cho phải không ạ? 10.000 cuốn in xong. Thì trong cuốn Tục Biên này trong cuốn Tục Biên này chút xíu nữa sẽ đọc cho quý vị nghe là Ấn Tổ một ngày ngày trì nhiều nhất
là 75 biến đại bi, ít nhất là 49 biến. Những lá thư khác, cái này chúng tôi đọc qua rồi mà không có để ý, thầy Nhật Tánh thầy đọc xong rồi thầy lấy thầy đưa cho mấy anh em coi. Hồi nãy thầy mang qua thầy đưa lại chúng tôi coi, chúng tôi nhớ lại là trong cái lá thư này ngài nói rõ là ngài gửi cho một gói tro trì mấy chục ngàn biến cho cái vị đó. Và ngài nói rằng hàng ngày ngài trì 75 biến, ít nhất là 49 biến. Thì cái mức độ chúng ta làm như vậy là vừa, chứ 108 biến thì nó hơi dài lắm. Vừa rồi chúng tôi trì 54 biến, sáng 54 mà tối 54 là được 108, thì nó mất hết cái thời gian niệm Phật. Bởi vì mình tu 2 tiếng mà mình trì 54 biến là nó hết 1 tiếng 25 phút à. Thì còn lại có 35 phút mình niệm Phật, niệm Quan Âm nó không đủ. Thì cứ đang suy nghĩ hoài, kêu là bây giờ mình làm như thế nào cho nó phù hợp giữa cái công phu của mình á. Thì sáng nay thầy Nhật Tánh ông đưa qua đó, thì mình thấy 75 biến thì sáng mình trì khoảng 34 biến. Mình nghĩ ngủ trưa vậy đó, mình trì khoảng 34 biến nữa là 68. Tối mình trì 7 biến, mình tụng kinh thì chia đều ra 3 thời là vừa. Còn nếu không ai có thể buổi sáng mình 49 biến, hoặc giả là có thể trong một ngày mình chia làm sao đó là sáng với chiều mình 49 biến cũng được. Đó thì cái lá thư của ngài gửi đó thì chúng tôi chút nữa sẽ đọc cho quý vị nghe ha. Thì thưa quý vị, hôm nay chúng tôi giới thiệu một cái vị mà chúng tôi được xem như là Bồ Tát hóa thân. Khi chúng tôi qua Mỹ, chúng tôi ở gần 3 năm bên đó thì hay lên Vạn Phật Thánh Thành. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà phải nói là địa linh. Đất này, cái cuộc đất này để dành cho Hòa Thượng Tiên Hóa. Cái bệnh viện xây chỗ đó mà họ trước khi xây họ đi kiểm tra khoan chỗ nào cũng có nước. Sau đó rồi họ cúng cho Hòa Thượng Tiên Hóa. Hòa Thượng Tiên Hóa nói cái luật bên Mỹ là phải bán, một đồng cũng phải bán, chứ cúng chừng người ta lấy lại, không có giấy tờ. Thì cuối cùng bán một đồng cho ngài giấy tờ xong, ngài lấy cái gậy ngài chỉ ngay đó cái là khoan lên có nước. Và trong cái khu đất đó biết bao nhiêu các vị thần quỷ, rồi bao nhiêu vị Atula đủ thành phần. Khi ngài về đó là ngài quy y hàng phục các vị đó hết. Và đặc biệt Hòa Thượng Tiên Hóa ngài gần như là khai ngũ nhãn, đắc ngũ thông. Thì vừa rồi chúng tôi coi một cái đoạn ngài nói chúng tôi hơi giật mình. Ngài nói là cái thai nhi bây giờ đó, họ đang vất vơ vất vưởng ở trong khoảng không gian này nhiều hơn người còn sống. Thì cái số lượng thai nhi đó, họ chết vì nghiệp phá thai nhiều hơn là số người còn sống hiện hữu. Trên một khi mà họ thấy được một cái pháp hội cúng kiến cho họ, cũng như là con người đó có tụng kinh hồi hướng, họ an ủi, họ lớn, họ sống vì cái nghiệp thức. Mà khi mà người mà cầu nguyện cho họ đó, họ an ủi lắm. Bởi vì những người nhỏ, cái tâm họ nó còn rất là yếu ớt, mà khi mà mình hồi hướng, mình nghĩ đến họ, họ rất là hạnh phúc. Thì vừa rồi có một cái cô cổ lên trên tỉnh thất Quan Âm, cổ phá một cái thai đó mà ở nhà cái thai nhi này không biết làm sao họ cứ le lưỡi, họ làm kinh khủng lắm. Mà khi vô tới tỉnh thất Quan Âm xong rồi cái là họ tu tập được, cái gương mặt cô này cũng khác hẳn ra. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay chúng tôi muốn nhắc nhủ với các bạn sen có mặt ở đây, cũng như cha mẹ ông bà, về nói lại với con cái của mình, mình phải phòng ngừa từ nơi cái nhân, chứ đừng để nó ra cái quả là nó có thai nhi rồi không biết xử lý phá thai thì cái này là tội giết người.
Thì hôm nay chúng tôi muốn gửi gắm cho quý vị một cái lá thư mà Ấn Tổ nói đến cái nhân mà con người không biết giữ. Đó là cái nhân của tà dâm. Vạn ác dâm đứng đầu, vạn thiện hiếu vi tiên. Ấn Tổ nói ra cái lá thư này, Ngài nói đây là một cái giới khó giữ, mà khi phạm đến cái giới này thì mất thân người muôn kiếp khó có lại được. Dầu cho vợ chồng chính thức kết hôn đi nữa cũng không lấy cái dục này làm vui, không lấy cái dâm này làm vui. Nếu thường tưởng trong tâm, ôm ấp cái tâm này thì người này không được vãng sanh. Vì sao? Vì đây là cái nhân sanh lão tử, ái thủ hữu rồi đến sanh lão tử. Ái là cái nhân hiện tại, thủ là chấp giữ, hữu là có. Có đó là có sanh già bệnh chết. Đó là cái nhân của luân hồi. Mà nếu ái nặng á, thì nó làm loài cái, loài mái, loài chim xe sẻ, loài dê. Ái trung bình chút á, nhẹ nhẹ chút xíu, vô loài người, làm người phụ nữ ở gái làng chơi. Và cuộc đời của họ lớn lên, họ thích làm cái nghề kiếm tiền, làm nghề mại dâm. Ái nhẹ nhẹ chút xíu, họ làm người mà làm người nam. Mà nếu người này ái mà gọi rằng là không có ngự trị trong lòng được, mà ôm ấp được cái danh hiệu Phật, thì con người này bỏ báo thân không chui vô bào thai nữa, mà hóa sanh trong hoa sen. Hôm qua Hòa Thượng Tiến Hóa nói, khi mà bạn hóa sanh vào trong hoa sen, thì cái hoa sen này là do cái nguyện lực của Phật, mà cái nguyện lực của mình nó tương ưng với cái nguyện lực của Phật. Mà như thế nào gọi là nguyện lực của mình tương ưng với nguyện lực của Phật A-di-đà? Nguyện lực của mình nguyện vãng sanh Tây Phương thì nó tương ưng với nguyện lực của Phật A-di-đà. Hiểu chỗ này không? Và nguyện lực của mình khi tương ưng với Phật A-di-đà rồi, thì bên Tây Phương Cực Lạc nó có cái hoa sen. Cái lúc thọ mạng mình hết thì Đức Phật A-di-đà cùng Ngài Thế Chí với Đức Quan Âm Bồ-Tát, thì Ngài Thế Chí thì cầm cái bông sen, Đức Phật Di Đà dùng thật lực nhiếp thọ mình vào trong hoa sen, Đức Quan Âm Bồ Tát cầm cam lồ rưới nơi đầu của mình, Thế Chí thì cầm kim đài trao đỡ gót. Mình tu cái pháp gì mà Ngài Đại Thế Chí là Bồ Tát mà cầm cái đài vàng, đài sen nâng đỡ cho mình ngồi vào trong đó? Chỉ có niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta mới được cái phước phần này. Quý vị tin không ạ? Khi mình vào trong cái hoa sen đó, thì cái hoa sen này do nguyện lực của Phật A Di Đà, tất cả chúng sanh về nước ta sanh là đều hóa sanh trong hoa sen hết. Mà khi hoa nở thấy Phật ngộ được tánh vô sanh, thì con người này không còn sanh diệt nữa, không có còn sanh tử luân hồi nữa. Nếu thực sự quý vị tin chắc như vậy, thì trong tâm của mình cứ ôm ấp cái nguyện vãng sanh, ôm ấp câu A Di Đà Phật, ôm ấp cái niềm tin có cảnh giới Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà. Tín nguyện hạnh này song hành với nhau, tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên để làm cái vốn. Khi bỏ báo thân này, bất cứ lúc nào, giây phút nào là cơ hội mình về Tây Phương Cực Lạc. Nếu quý vị không có cái nhân này mà quý vị tạo ra cái nhân tâm gọi là nhất niệm dâm tâm khởi, thì bá vạn chướng môn khai. Một niệm dâm tâm khởi lên, trăm ngàn cửa chướng ngại đến với quý vị. Nếu người phụ nữ không biết e dè đời sau, tiếp tục một đời không bằng một đời, làm người phụ nữ tiếp tục trong làng quê. Nếu mà đời này biết cúng dường Phật, biết làm phước, biết cúng hoa cho Phật tạo phước, cái nhan sắc đẹp như là Tây Thi. Quý vị biết Tây Thi là một trong bốn tứ đại mỹ nhân ở Trung Quốc.
cô này là cô đẹp đến cái mức mà người ta nói gọi là chim sa cá lặn. Chim mà nó bay trên trời nó thấy cô Tây Thi là nó đơ cánh nó rớt, gọi là chim sa. Không, sự thật nó như vậy. Cô ra cô ngồi bờ suối cô giặt đồ và cá nó thấy cái nó đơ người nó bơi không được nữa, nó lặn luôn, gọi là chim sa cá lặn. Cô này cô đẹp quá. Thì khi mà đất nước Ngô nó đánh đất nước Việt, Việt Vương Cô Tiễn coi như là đánh không lại. Ông Ngô Phù Sai đó, ông đánh bại trận Việt Vương Cô Tiễn rồi. Việt Vương Cô Tiễn mới được Ngô Phù Sai thả về lại nước. Thì ông Ngô, Việt Vương Cô Tiễn âm thầm kêu ông Phạm Lãi với Bằng Chủng coi như là hai tay tướng giỏi luyện binh. Mà trong khi đó là Việt Vương Cô Tiễn vẫn âm thầm nếm mật nằm gai triều lỵ ông Ngô Phù Sai. Ông Ngô Phù Sai này là một ông vua coi như là khi thành công đánh được nước Việt bại rồi là ông hưởng thụ. Thì ông Văn Chủng là một tướng giỏi với Phạm Lãi đưa ra 7 cái kế, mà trong đó có một cái kế gọi rằng là mỹ nhân kế. Ông Ngô Phù Sai này khi ông đánh bại trận, ông thành công rồi đó, ông thích hưởng thụ. Cho nên thành ra Việt Vương Cô Tiễn mới đem Tây Thi qua gửi cho Ngô Phù Sai. Ngô Phù Sai thấy cô đẹp quá cho nên thành ra hàng ngày chỉ lo uống rượu rồi hưởng dục rồi quên quốc sự đi. Trong đó lúc đó Việt Vương Cô Tiễn là ấp thầm từ từ luyện binh luyện quân, ông qua quýnh Ngô Phù Sai coi như là chịu không nổi. Bây giờ hàng ngày không lo quốc sự nữa, chỉ lo hưởng thụ. Thì tất cả các vị vua chúa anh hùng hào kiệt chiến thắng ngàn quân giặc, chiến thắng với tự tâm mình, chiến thắng với cái dục ái dâm tâm, chiến thắng không nổi. Dầu chiến thắng ngàn quân giặc, đánh bại nước Việt là nước lớn, nhưng mà tự chiến thắng với mình chiến thắng không được, mất nước. Cuối cùng Việt Vương Cô Tiễn hôm qua ông đánh nước Ngô, cái lúc đó là quân yếu đuối, vua không có lo quốc sự, quốc nhành, lo cho quân nước nữa, thì cuối cùng ông lấy vải đen, ông bịt mắt, ông chết. Thì khi cái lúc đó Việt Vương Cô Tiễn thắng được nước Ngô rồi, định rước Tây Thi về, thì vợ của Việt Vương Cô Tiễn thấy ý niệm chồng mình chuẩn bị rước về. Thì khi mà Tây Thi mà về thì cô này chắc là không có phòng, cho nên cô sai quân đi qua bắt Tây Thi cột đá vô cổ liền xuống nước chết mất. Trời, mấy người nữ mà đánh ghen kinh khủng nha, đánh hay thiệt. Ví dụ rạch mạch được cho người ta sống còn đỡ, nó bắt cột đá vô cổ liền xuống sông chìm chết mất. Kinh khủng thiệt. Nhưng con người mà khi họ gian ác thì khó ai bì kịp, mà khi mà họ làm thiện thì là cơ hội họ làm thiện rất nhanh. Khi họ nghĩ ra cái chuyện ác thì họ nghĩ lên nó kinh hồn. Vì vậy cho nên chúng tôi muốn nói cho quý vị biết rằng là cái người mà thường xuyên họ niệm Phật, họ niệm Quan Âm, họ trì trú Đại Bi, thì không những cái dâm tâm dục niệm nó tiêu mà nó phát triển được cái năng lượng từ bi hỷ xả vô ngã vị tha. Thấy người đó họ coi giống như là cha mẹ, người nữ lớn hơn coi như là mẹ, bằng đó là anh em sinh đôi, nhỏ hơn em ruột. Họ quán là thân tưởng. Trong này cái lá thư Ấn Tổ nói họ quán là thân tưởng. Mà khi họ quán thân tưởng, họ quán không được rồi á, thì họ quán qua bất tịnh tưởng. Họ nhìn thấy cái thân đó, một cái lớp da bao phủ thôi, thực sự bên trong nó nhơ nhớp, máu mủ hàng ngày cửu khiếu là chính cái lỗ, lỗ mũi, lỗ miệng, lỗ mắt, nó ra những đồ dơ. Trong này nó bất tịnh. Phật nói gọi là quán thân bất tịnh, bất tịnh tưởng. Bất tịnh tưởng họ quán không nổi nữa là phải họ quán là oán tưởng. Oán tưởng tức là nhìn họ giống như rắn độc, như là cọp sói hùng, mình vô cái nó nuốt mình chết liền. Thì cái lối đó là cái lối để cho mình khử trừ đi cái tâm
cái tâm ác, tâm dâm. Có một cái điều xuất hiện của kinh nghiệm chúng tôi nữa là hàng ngày đọc sách của Thánh Hiền thì cái tâm này nó lạc lẽo mất. Cho nên Ấn Tổ suốt ngày ngài ở trong thất đó, ngài đọc Đại Tạng Kinh, ít có tiếp xúc với ai. Hàng ngày chỉ tiếp xúc cái lời dạy của cổ Thánh Tiên Hiền, của Phật, của Bồ Tát. Thời gian mình thấy cái tâm nó đi đâu mất. Muốn ghét người ta ghét không được, muốn khởi niệm niệm không được. Hàng ngày trong đầu nó chỉ nhớ những cái điều Phật dạy. Một cái lối này nữa, lối là huân văn thành chủng, huân tập những cái lời dạy của cổ Thánh Tiên Hiền, của Phật, của Bồ Tát đã thành chủng tử, gọi là huân văn thành chủng. Giờ quý vị nghe cái lá thơ này nha, hay dữ lắm á. Thầy Nhân Vinh đọc cho nghe nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng, theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được đọc lá thư số 27, trích trong sách lá thư tịnh độ của Tổ sư Ấn Quang, cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức tăng ni và toàn thể chư vị đồng tu. Nam mô A Di Đà Phật. Lời lẽ tuy vụng về chấp pháp, nhưng nghĩa lý vốn lấy từ kinh Phật, nếu chịu hành theo lợi lạc vô cùng. Thơ đáp một cư sĩ ở Dõng Giang: sắc dục là chứng bệnh chung của người đời, chẳng những hạng người trung hạ bị nó làm mê, mà bậc thượng căn nếu không kiêng sợ giữ gìn cũng khó khỏi mang hại. Xưa nay biết bao nhiêu trang tuấn kiệt có thiên tư làm thánh hiền, chỉ vì phá không nổi lớp cửa ấy, trở thành kẻ hèn ngu bất tiếu, vô số loài hữu tình, cũng vì đó mà sa đọa vào tam đồ. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật bảo ngài A Nan: nếu chúng sanh ở sáu đường trong các thế giới dứt được lòng dâm thì không còn bị xoay vần theo vòng sống chết. Người tu tam muội vì cầu ra khỏi trần lao, nếu chẳng trừ lòng dâm tất không thể nào giải thoát. Với người học đạo, vấn đề trọng đại là sự sống chết. Nếu không mau thống trừ căn bệnh kia, làm sao lìa nỗi khổ luân hồi? Như pháp môn niệm Phật tuy là đỡ nghiệp vãng sanh, song nếu đem lòng dâm cố kết, tất sẽ cách ngăn với Phật. Đạo cảm ứng khó giao thông, muốn dứt mối hòa ấy không chi hơn khi thấy tất cả người nữ đều tưởng là thân thuộc, oan gia và nhơ nhớp. Tưởng như thân thuộc là thế nào? Khi thấy người nữ tuổi cao thì tưởng là mẹ, lớn hơn mình tưởng là chị, nhỏ hơn tưởng là em, nhỏ hơn nữa nên tưởng là con. Người lòng dục dù mạnh quyết không dám đối với mẹ, chị, em và con sanh niệm bất chánh. Đó là dùng luân lý ngăn dục tâm, khiến cho không phát khởi. Tưởng như oan gia là thế nào? Người đời theo tình thường khi sắc đẹp liền động lòng luyến ái, do tâm mê nhiễm ấy nên đọa vào ác đạo nhiều kiếp, chịu khổ không được thoát ly. Thế thì vẻ kiều mỹ đẹp tươi sánh với cọp sói rắn rít, cùng các thứ thuốc độc còn hại gấp trăm ngàn lần. Đối với mối oan gia rất lớn ấy còn quyến luyến ưa thích, há chẳng phải là ngu mê quá lắm ư? Tưởng nhơ nhớp là như thế nào? Sắc đẹp chỉ là một lớp da mỏng bên ngoài, nếu banh lớp da ấy ra thì dẫy đầy những xương thịt máu mủ, đờm dãi phận uế, hôi tanh nhơ nhớp, không ai muốn nhìn những thứ không đáng ưa đó. Chỉ vì một làn da mỏng giấu che làm cho người lầm sanh lòng yêu mến, như chiếc bình đẹp đựng đồ hôi nhơ, không ai cầm lấy để ngắm xem. Lớp da của mỹ nhân chẳng khác chi chiếc bình đẹp kia, trong ấy nhơ nhớp còn hơn phận. Đâu nên chỉ ưa thích bề ngoài, quên hẳn bề trong, lầm sanh vọng tưởng ư? Nếu không răn dè sợ hãi thống trừ tập tánh ấy, tất bị vẻ đẹp mỏng manh phỉnh gạt, mũi tên ấy sẽ ghim sâu vào xương tủy,
làm sao tự nhổ ra. Lúc bình thường đã như thế mà muốn sao khi chết chẳng đọa vào bào thai, việc ấy không thể có. Nhưng vào bào thai người còn khá, vào thai loài súc sanh mới ra thế nào? Thử suy nghĩ kỹ điều này, tâm thần tự nhiên kinh động, sợ hãi, song muốn cho khi thấy cảnh không còn khởi lòng nhiễm, trước phải thường tưởng ba điều trên, thì lúc đối cảnh mới không khỏi bị lây chuyển. Bằng chẳng thế, dù không thấy cảnh, ý vẫn mơ tưởng triền miên, cũng vẫn bị tập khí dâm dục ràng buộc. Cho nên đối với nữ sắc phải xếp nhận thấu đáo, quét sạch tập quán dục nhiễm mới có phần tự do. Mỗi ngày ngoài chức phận của mình, cư sĩ gắn chuyên tâm niệm Phật và đem hết lòng thành kính tha thiết sám hối tội nghiệp từ vô thị đến nay. Như thế lâu ngày sẽ có sự lợi ích không thể nghĩ bàn mà chính mình không tự biết. Kinh Pháp Hoa nói, nếu có chúng sanh nào nhiều dâm dục, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ được lìa dục, cho đến nhiều giận hờn, ngu si cũng vậy. Thế thì biết, nếu chí thành niệm thánh hiệu Đức A Di Đà, tất cũng được tiêu trừ ba món hoặc tham, giận, mê. Lại hiện nay là thời buổi nhiều hoạn nạn, ngoài giờ niệm Phật nên niệm thêm thánh hiệu Đức Quán Âm. Như thế sẽ được sự chuyển biến rất màu nhiệm trong âm thầm, mới khỏi cảnh khi túc nghiệp hiện ra không phương trốn tránh. Phải tìm xem những sách giới dâm, nhân quả, báo ứng, xa lìa bạn bè du đạn thì tâm hạnh mới được chánh đáng, vững vàng, và tịnh nghiệp mới có thể thành tựu. Cố gắng, cố gắng. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là cái cuốn bảo vệ thân mạng bằng cách tiết dục. Người không ham muốn về tài, người này sẽ giàu. Khi khởi tâm lên ham muốn về tài, của cải vật chất, thì người này sẽ không có tài. Cái đạo lý này chút nữa chúng tôi sẽ nói về cái con người ông Phạm Lãi này. Con người này ham về sắc, sắc đẹp nam nữ, quan ham về đẹp cho bản thân mình, tài sắc. Con người này ham về danh, danh sẽ mất. Con người ham về lợi, lợi sẽ mất. Khi khởi lòng tham lên thì con người này bị tổn mất. Cho nên có một cái câu ngạn ngữ là người này không nghĩ đến tiền thì tiền lại đến với người này. Câu ngạn ngữ suốt ngày nghĩ về tiền thì tiền nó sẽ trói buộc con người này. Con người này không thoát ra khỏi tiền, đam mê trong tiền và si mê trong tiền và si dại trong tiền. Đây là câu ngạn ngữ của những cõi thánh tiên hiền. Làm chỉ biết tận bổn phận mình làm, cho nên cái cửa ải mà của cái tâm ái khó thoát. Cái người đó người ta không còn ái chồng, ái vợ nữa, mà người ta ái cháu. Có cái ông đó không nói bạch hòa thượng tịnh không, sao mà con niệm Phật mà cái đứa cháu nó ở trong đầu con biết à? Niệm không ra ông Phật mà ra đứa cháu à? Thương nó quá đi. Hai vợ chồng đứa con của con mà nó ở với nhau mấy năm không có con, bây giờ nó sanh ra đứa con trai, nhìn nó cái mặt nó bủng bỉm mà nhìn nó đẹp quá, cho nên đi đâu con cũng nhớ nó. Nuôi cái âm thầm, cái tâm tưởng mơ ước từ lúc chưa có cháu cho đến bây giờ có cháu, niệm Phật niệm không vô. Thì hòa thượng nói ông đừng có trừ đứa cháu đó, mà ông biến cái đứa cháu thành ông Phật. Ông niệm một thời gian ông nghĩ đứa cháu đó là Phật, chứ ông không có bị thương liếng nó nữa.
Nhưng mà cái lúc chết đó, mình không có luyến chồng, luyến con, luyến của, luyến vật chất gì, mà nó luyến cái thân này. Nó không có xả được cái thân này. Vậy cho nên cái cửa ải này khó qua vô cùng. Bởi vì mình là một tác nhân, là một tác phẩm, mà tác giả đó là cha mẹ mình cũng từ niệm ái mà sanh mình ra, đúng không ạ? Chỉ có là Bồ Tát Hộ Minh ở trong kinh, ở trên cung trời Đau Xuất, dùng cái nguyện lực hóa thân thành ông voi trắng số ngà vào hông hữu của Hoàng hậu Maya. Cái này là vì nguyện lực ngày vào để mà nhập thai xuất thai và thành Phật. Còn mình là vì nghiệp lực, cho nên cái ý niệm của cha mẹ mình từ cái dâm tâm tâm ái đó, rồi cái tâm niệm mình nó cũng đồng cảm nó vào trong đó. Mà khi mà mình vào để mình đậu ở trong, nằm ở trong bào thai của cha mẹ mình là cả một kỳ công. Biết bao nhiêu hương linh họ tranh giành, bao nhiêu cái tinh trùng, mà con tinh trùng đó nó sống được để mà cái linh thức nó gá vào trong đó, để chừng nó một tay một chân ra thì cả một vấn đề khó vô cùng. Cho nên làm một con người nó khó vô cùng khó, thiên nan vạn nan, mà nó mất lại dễ. Thân người mong manh như chỉ mảnh treo chuông, hôm qua đi trên máy bay bay nó rung rung tưởng rớt rồi chứ. Coi như nó mong manh như chỉ mảnh treo chuông, lúc đó niệm Phật siết luôn. Cho nên cái cửa ải này nếu mà nó nguội lạnh được cái dâm tâm, cái tâm ái, thì quý vị thành công hết 50%. Chúc mừng quý vị, gọi là ca khúc Hải Hoàng. Có một ông già, ông đi tập kết ở ngoài Hà Nội. Thì cái bà cụ này bà ở dưới quê Tiền Giang. Trời, bà ghét cái ông này, ghét cay, ghét đắng, ghét không thể tưởng tượng. Ông này phản bội, ra tập kết rồi có vợ bé để tôi nằm treo queo ở đây. Bà buồn. Mỗi lần ông về ông thăm là bà giận, bà không thèm nhìn mặt. Ông quyết định khi mà ông về lại đó là ông ở rồi thôi. Bà thương 80 mấy 90 tuổi rồi, mà lúc mà bà mất ông ra ngoài mồ, ông cứ ngồi miết râu, ông để dài. Người ta hỏi ông để làm chi vậy, kêu để người ta mới thấy tôi thương vợ tôi chứ. Nếu mà ông có để vậy, người ta nói tôi là người không có, tôi trung thủy. Rồi thế gian nó nghĩ vậy mà. Sau đó rồi cái cô này cô ở Sài Gòn, cô về cô thấy không xong rồi, ông ăn không được, ông ngồi cũng nhớ, mà không thấy ông ở nhà là thấy ngoài mộ, mộ nó cũng gần nhà. Xong mới xin lên tỉnh Thất Quan Âm năm 2003, 2004 gì đó. Khi lên trên đó rồi cái ông mà đi, ông cũng dùng dằn, mà bà cho tiền phỉnh dụ riết, bắt đầu ông mới chịu đi. Mà ông đi mà cái lòng cái nhớ cái mồ. Lên tới trên đó xong rồi sao không biết, tối ông nằm mơ ông thấy bà ngồi bên cạnh nữa. Ông ra ông nói thầy nhàn là thôi tôi về. Hỏi sao, kêu hồi tối bà lên bà kêu tôi về. Mà không biết bà có kêu không. Trời ơi, không có ai mà cản được, ông về. Bây giờ ông biết ông ra răng ra mô rồi, chắc cũng chết theo. Đó là một cái ông. Rồi còn một cái bà nữa, mấy đứa con nó dắt lên nó nói thầy, thầy làm sao cho má con với ba con chết 3 năm rồi còn để trên cái bàn thờ riêng. Mỗi lần lên ăn cơm thì bà cũng nói anh ăn cơm với em nha, già 80 tuổi mà xưng anh em ngọt sớt. Rồi bà đi làm đẹp, bà uống tóc phi dê, rồi bà làm móng tay, nói anh bữa nay em đi làm tóc làm tay móng tay nghe anh. Mấy đứa con nó lắc đầu với bà luôn. Cái 3 năm rồi sao má chưa tha cho ba để lên bàn thờ chung cho ông về với ông bà ông đi làm người chứ. Ông kia chừng nào tao chết rồi tao tha. Gặp nhau trong cuộc đời này, mình làm sao mình là một người biểu pháp giúp cho họ thoát khỏi luân hồi. Đây là người có chí khí cao. Dầu là vợ, dầu là bạn, dầu là anh, dầu là trò, dầu là con người đó như thế nào, là con kiến, con gà, con vịt, bằng mọi cách phải làm sao cho họ thoát khỏi tam giới. Hòa Thượng Tiên Hóa ngày đi vô trong cái chánh điện ngày giảng, có một con rắn nó bò vòng vòng bên ngoài. Mấy thầy đó định bắt, Hòa Thượng nói không đừng có bắt. Rắn này là con vật mà coi như là có nhân duyên với Tam Bảo, để đó. Hòa Thượng vô bước lên pháp tòa cái là nó bò vô, Hòa Thượng kêu vô đi. Cái nó bò vô nó nằm mà hai hàng hai bên người ta đang ngồi, không ai sợ, nó bò thẳng
vô nằm ngay chính giữa đó, hòa thượng quy y nói pháp cho nó nghe. Hòa thượng nói gặp con rắn, con dế, con kiến, nó là thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp với mình rồi, còn nếu không phải là thân bằng quyến thuộc nó không có mặt ở đây đâu, mình phải trân trọng cung kính giúp làm sao cho nó thoát khỏi luân hồi. Khi mình nghe đến như vậy là mình thấy rằng là tất cả chúng sanh là Phật trong tương lai, là cha mẹ của quá khứ, là thân bằng quyến thuộc với mình rồi. Thì bây giờ mình phải làm sao giúp cho họ. Muốn giúp cho họ là tự thân mình phải có cái ý chí này. Chúng tôi cứ nằm suy nghĩ ưu tư vì sao mà Hòa Thượng Tiên Hóa nói cái thai nhi nó nhiều hơn là cái con người. Cái nguyên nhân từ đâu? Phải chặn từ cái nguyên nhân. Chứ để khi mà nó ra cái quả rồi thì thôi làm sao mà có thể chặn được. Cái nguyên nhân đó từ nơi con người này không có sợ năm giới khi phạm mất thân làm người là một. Thứ hai nữa đó là từ nơi cái tâm của mình thỏa lòng ham muốn, mà cái ham muốn này như nước muối, uống vô càng uống càng mặn. Không khi nào mà mình uống cho nó đã khát được. Nếu mà người mẹ đó khi sanh đứa con ra mà dạy dỗ từ lúc còn nhỏ cho đến lớn, con phải học hành đỗ đạt, phải có sự nghiệp rồi con mới lại có vợ, con mới có chồng nha con. Con gái thì nói có chồng, con trai thì mình kêu muốn có vợ thì phải thành tựu được sự nghiệp. Nhưng mình không có nhắc cái điều này. Mình không có nhắc điều này. Mà chính nên tự thân của người cha, người mẹ lại phạm điều này. Hồi nãy ngồi nói chuyện với một cái chú Phật tử, chú nói cái cuộc đời gia đình của con nó phải là thê thảm. Ba con lúc đang còn sống với gia đình con có vợ bé, xong con với má con phải đi về ở dưới Cà Mau. Về dưới Cà Mau lam lũ khổ cực, biết bao nhiêu là khổ. Má con dắt con, tụi con đi bán một cái gánh cơm tấm, cơm sườn. Rồi xong đó rồi mới lên lại Long An. Ở rất là khổ cực. Ông cậu ông cho cái nhà tranh ở trong đó. Quá trời khổ. Rồi bây giờ cuối cùng ba con ở chung với cái bà đó, bà vợ hai đó, rồi cũng bỏ luôn. Bây giờ ông ở một mình lăn lóc. Hằng ngày con phải gửi tiền xuống cho ổng, rồi có một cái nhà nhỏ nhỏ ở, mà suốt ngày ổng đi nhậu không kêu ổng lên tu, ổng cũng không chịu tu nữa. Coi như cuộc đời coi như xong rồi. Thì hầu như không gặp được lời dạy còn có thánh tiên hiền, không có theo Phật, không có tu tập thì nó phải ra cái nông nổi như thế thôi à. Không có chạy đâu hết, bởi vì cái tâm phàm làm sao mà mình có thể vượt khỏi cái bùng nhe bùng uế nổi. Trời ơi, ông kể cái hoàn cảnh mình thấy đạn trường kinh khủng. Mà sao mấy đứa con này nó lại được người mẹ giáo hóa cho nên đàng hoàng, tốt. Đó là cái chú Cảnh mà có cái người vợ là cô Hương Trúc. Cô này cũng mất cũng đặc biệt. Ngay cái ngày mà chúng tôi tổ chức Pháp hội Vĩnh Nghiêm xong về là cái bắt đầu cô mất. Để niệm Phật một đêm, cái là cả đại chúng chiều Chủ Nhật đưa cô đi. Thì cái gia đình người này được người mẹ tốt, cho nên thành ra những người con này tốt. Thành ra hôm nay chúng tôi muốn nói cho quý vị biết rằng là trong cái cuộc sống mình đang sống như vậy, mình nhìn không phải chỉ con người như vậy không, nhiều cái cảnh giới nó kinh khủng lắm. Cái cô mà bị cái thai nhi, không biết thai nhi đó họ thành cái loài gì rồi mà khi mà họ nhập vô họ le lưỡi, họ trợn mắt kinh khủng. Họ kinh khủng lắm, tức là họ bực bội tức tối. Mà khi về tỉnh Thất Quan Âm tự nhiên nó nhẹ, nó đỡ ra hẳn. Vì có tu cho nên thành ra là cái tâm nó bất sân hận hay sao, nó đỡ hẳn ra. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay cái lời dạy mà cái lá thư của Ấn Tổ hồi nãy quý vị chỉ nghe qua một lần, nó chưa có thấm vào ở trong tỷ trong tâm mình được. Về đọc lại cái cuốn sách Bảo Thân Tiết Dục với sách Văn Sao Ấn Tổ hôm nay chúng tôi tặng quý vị. Nhưng mà cái máy thì gửi ở bên Hồng Kông về chưa kịp, chắc đợi Pháp hội sau.
chứ lỡ pháp hội này cho hết rồi được sâu không có cho là sao không tới. Nhưng mà thực ra là nó chưa về kịp, 5.000 cái máy chưa về kịp, thẻ là 5.000 cái có vô sẵn hết rồi, thầy Nhật Tánh cũng làm sẵn thẻ rồi, bỏ dữ liệu MP3 vô xong rồi mà máy chưa về kịp. Bữa nay bắt đầu mới gửi về thì phải mất nửa tháng sau. Thì pháp hội sau đó thì tặng cho quý vị cái máy này. Cái máy này có trì chú Đại Bi, có niệm Quan Âm, có niệm Phật của chúng tôi á, rồi có những bài giảng của chúng tôi với có văn sao. Quý vị không có thời gian đọc á, mình mở ra mình nghe. Hàng ngày mình cứ nghe từ từ. Cái máy này thì nó nhỏ thôi, nó gọn, nó cái hình bầu dục rất là đẹp. Chúng tôi làm kỹ càng từ Hồng Kông mang về. 5.000 cái thẻ với cục sạc không là hết 1.5 tỷ. Mà không biết làm sao tự nhiên đến khi mà làm cái rồi lục ra thấy ở trong tài khoản có thôi làm. Như Phật cho. Vừa rồi có một số các bạn trẻ học lớp học đệ tử quy với ở lên trên tỉnh Thất Quan Âm phát biểu trên cái đĩa chủ nhật chúng tôi giảng, chúng tôi hết sức ưng ý. Có cái cô bé con của cô Hợp, cô này tên cô Hường, nó đang học đại học đến năm thứ 2. Thì quen một cái chú này, mà cái chú này giống như đang ở trong cảnh giới Atula. Cái tâm trạng nó hung hăng, hung dữ, kinh khủng. Cô bé này sợ quá mới chạy lên tỉnh Thất Quan Âm. Mà từ bắt đầu học cấp 3 là cô này bắt đầu xài điện thoại. Mẹ của cô không có biết. Cô bé này cô xài điện thoại có thể có ăn mì gói một tuần ở trong nhà đóng cửa lên mạng chơi. Khỏi phải ngủ nghe luôn. Nghiện điện thoại. Thì khi mà cô lên tỉnh Thất Quan Âm, cô nói bây giờ con có một cái việc khai thiệt với thầy là cái điện thoại màn hình Samsung mà thông minh mà mẹ con đưa tiền học, con lén con lấy, con mua cái điện thoại mẹ con không biết, mà hàng ngày con liên lạc với anh đó, mà con thấy anh đó cái tánh tình nó nóng quá, anh giết con hồi nào không hay, nó nóng nảy dữ lắm, mà anh không biết cảnh giới Atula là gì, mà anh nói là anh ở cảnh giới Atula mới xuất hiện, nói vậy nghe mới ghê chứ. Con sợ con chạy lên tỉnh Thất Quan Âm mà không biết cái duyên sao, tự nhiên con cứ liên lạc với anh ta hoài. Nó kêu giờ con muốn về ở với Atula hay là muốn ở với người. Nghe cậu này tự nhiên nó kêu thôi con muốn ở tỉnh Thất Quan Âm, thuê cái nhà bên ngoài hàng ngày con vô tu. Kêu vậy thì phải vứt cái điện thoại đi. Kêu vứt bằng cách nào? Kêu bán đi phóng sanh hồi hướng cho ba mẹ con. Ba mẹ con quá khổ. Ba con coi như hành hạ chửi mẹ con, mày tao bi tớ mà con không có biết tu để con hồi hướng. Nghe cái là nó bán cái điện thoại được bao nhiêu triệu đó xong là hồi hướng phóng sanh. Tự nhiên con nhỏ này nó có căn lành, nó nghe, chứ mấy đứa nhỏ dễ gì nó nghe. Nói nó không nghe đâu, nó làm cái kiểu của nó à. Bỏ được cái điện thoại xong một cái bắt đầu anh tu tập từ học lớp đệ tử quy, xong mới về nhà rửa chân cho má, rửa chân cho ba. Xong rồi má rửa chân cho ba, tức là mà vợ rửa chân cho chồng không rửa cho vợ rồi đó, hôm nay là không rửa rồi. Đứa con nó rửa chân cho má nó, cái từ từ cái tự nhiên sau gia đình bắt đầu hạnh phúc, là ông này cũng bớt chửi. Đáng lẽ hôm nay lên trên này để tham dự pháp hội Vĩnh Nghiêm mà cổ lên không được, ông không cho đi. Ông kêu mày cứ đi đến chùa là mình lấy tiền mày cúng mấy thầy chùa hết à. Không cho đi. Mà cứ lén những cái cuốn này là cổ in hết nè, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nè, rồi Kinh A Di Đà nhỏ nhỏ đây nè, rồi Bảo Thân Tiết Dục nè, rồi Tôn Trọng Và Yêu Tiết Chữ nè, cái nhỏ này là cổ làm hết à, mười mấy triệu, hai ba chục triệu là cứ ra cuốn nào có in cuốn đó. Rồi chuẩn bị cái cuốn Quán Âm Tăng Biên Cảm Ứng Lục á, cổ cũng in. Rồi Bốn Chúng Vãng Sanh nhỏ của in. Cổ kêu con không có tiền tỷ, tiền trăm, con in tiền chục. Mà cứ càng in sao thấy ở trong cái két nó có. Quý vị nhớ pháp hội đợt trước có cái cô lên đó mà, cô lên mà chúng tôi giới thiệu là cô Hợp á. Thì gia đình cô này có hạnh phúc là do từ cái đứa con nó học cái phương pháp về ngâm chân. Nó về lau nhà cầu, nó dọn dẹp sạch sẽ hết trơn. Cái gì cũng làm, chứ lúc trước đang học đại học về là thôi ở trong phòng bấm điện thoại đó mà kêu nó làm được chuyện gì. Nó tự nhiên có sự thay đổi, kêu nhờ cái, bỏ cái điện thoại với cái phương pháp rửa chân mà gia đình con bắt đầu hạnh phúc. Mà có đứa em nó bị khùng, gửi vô nhà thương biên hòa rồi mà cứ
in kinh có hồi hướng từ từ từ, cái bắt đầu nó đỡ, bên đây nó về quê. Thì cái chuyện mà cái công đức để hóa giải nghiệp báo là chúng tôi tin, cái công đức nó hóa giải nghiệp báo từ nơi đứa trẻ này làm, từ nơi chỗ cổ in kinh, từ nơi phóng sanh làm những công đức đó. Mình phải có cái sự trao đổi, lấy cái tiền của mồ hôi nước mắt là ngoại tài hoặc là nội tài. Đứa bé này thì nội tài, nó lên nó bưng cơm cho chư tăng dọn cơm chủ nhật đại chúng, về học được tây quy, nó quét dọn chùa, gọi là nội tài. Mẹ thì ngoại tài làm, mà chúng tôi thấy sao cũng lẹ, mới có mấy tháng à, chưa tới mấy năm mà bắt đầu nó có tín hiệu tốt rồi, mà họ làm bằng cái lòng chân thành. Quý vị coi cái đĩa chủ nhật vừa rồi để lên trên cái trang web Vô Lượng Thọ, quý vị thấy đứa bé này đó nói phát biểu tấm lòng chân thật, có sự chuyển hóa từ cái lớp học đệ tử quy. Mà cái lớp học đệ tử quy đó là cái lớp học giáo dục gia đình, không những dạy đệ tử quy không, mà dạy cả trong gia đình người mẹ phải là người biểu pháp, phải làm cho bằng được. Cho nên thành ra hai cái lớp này chúng tôi thấy có tín hiệu tốt, cảm niệm cái ân đức của Thượng Tọa Thanh Phong tại nơi tổ đình Vĩnh Nghiêm cho cái lớp học này, dạy miễn phí cho họ tới đây, chiều cho bánh trái, tất cả những cái gì sách vở áo tặng cho họ hết, để cho họ học làm sao cho tốt, làm người tốt. Những vị thầy giáo thọ cũng như những người mà hỗ trợ công đức lớn, những đứa này từ từ nó sẽ tốt, nó ảnh hưởng đến xã hội. Rồi có một cái cô giáo, cô phát biểu mà chúng tôi cảm động. Hôm qua ngồi coi lại cái đĩa sau thấy cô này cổ là một nhà trí thức. Hai mẹ con đâu? Cổ làm trong cái ngành giáo dục được 16 năm. À, hai mẹ con lên đây ha. Lên đây. 10 năm nay cô đang làm chủ tịch công đoàn trong ngành giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì cô này gần như là một người có thành đạt. Khi cô phát biểu, chúng tôi biết người này là hạng trí thức rồi. Mà khi mà cho con cái đi học, con cái chỉ học cái lớp học đệ tử quy lên đây ở tại Vĩnh Nghiêm. Nhìn cái tướng lùi xùi vậy thôi, nhưng mà trong tâm là kính ngưỡng Tam Bảo, biết ơn Tam Bảo. Khi người con học lớp học đệ tử quy, nghe mấy thầy nói có hai ngành nghề trong xã hội, thứ nhất là làm thầy thuốc, thứ hai đó là làm giáo viên. Thì cô bé này chuyển từ cái tâm niệm đại học khác qua đại học sư phạm. Đứa con trai cũng vậy. Và từ khi mà cô đến đây, cô thấy đây là một cái mái ấm gia đình, đúng là mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông, giữ gìn tổ ấm tông phong, tốt đời đẹp đạo giữa lòng nhân gian. Vừa rồi cổ phát biểu mà cổ nói hai đứa con của cổ ngộ qua những lời dạy của quý thầy mà phát tâm đi làm ngành giáo, vô đại học sư phạm. Đó là một món quà lớn nhất của cổ, không uổng công sanh ra hai đứa con. Tuy rằng cái ngành nghề này nó không có nhiều tiền bằng những cái ngành nghề buôn bán kinh doanh vân vân, cái ngành nghề này nó lương thiện, ảnh hưởng được cái con người. Nếu mà người này là tốt thì ảnh hưởng một con người. Cho nên Đức Phật là một nhà giáo dục. Nếu mà nói về gì chính trị thì Đức Phật là một nhà chính trị. Con có một vị vua Tịnh Phạn đi chinh phạt những nước khác thì ngài giỏi vô cùng. Nói về như một nhà kinh doanh, kinh tế thì Đức Phật cũng là một nhà kinh tế siêu tuyệt. Cuối cùng Đức Phật chọn một cái ngành giáo dục, đúng không ạ? Suốt 49 năm trên 300 hội, ngài là một vị chuyên đi giáo dục, dạy con người bỏ ác lầm lành, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Là một nhà giáo dục không điều kiện, không lương bổng, là một nhà giáo dục siêu tuyệt. Suốt cuộc đời ngài là chỉ có một cái việc, đó là đi thuyết pháp. Cho nên chúng tôi nói Đức Phật là một nhà giáo dục trên giáo dục, siêu giáo dục.
Nếu mà ai chọn được cái ngành nghề này thì thiệt ra là tốt. Cho nên thành ra chúng tôi không ngờ chỉ trong mấy tháng tổ chức cái pháp hội tại đây, cũng như là mở cái lớp đệ tử quy cho tỉnh thất Quan Âm với ở đây, mà có những người người ta mang cái ơn với Tam Bảo bằng cái sự giáo dục của đệ tử quy và giáo dục gia đình. Thầy có nói rất là nhiều trong cái tâm trạng cảm xúc trong cái đĩa chủ nhật trước, tuần trước vừa rồi. Chúng tôi có tổ chức trung thu xong rồi cổ từ ở dưới này đi lên. Và những người này họ có trình độ tri thức ở ngoài cuộc sống, mà nếu mà không có cái lời giáo dục cổ thánh tiên hiền để mà giáo dục cho gia đình của mình tốt, gia đình vẫn bất an, bất hạnh. Ngay nơi năm cái giới sắc sanh trộm cắp tà dâm nói láo uống rượu, nếu mà năm nhân cách này mà giữ cho chuẩn, đạt tiêu chuẩn 10 điểm thì gia đình này hạnh phúc ngay. Thực sự là hạnh phúc ngay. Đó là cái tiêu chuẩn mà Đức Phật ra đưa cho con người, năm nhân cách để làm người, gọi là nhân từ. Vậy hôm nay chúng tôi không phải khoe khoang gì, nhưng mà tán thán quý thầy hỗ trợ về cái việc giáo dục gia đình và đệ tử quy có sự thành tựu, mà không những thành tựu những người bình thường mà thành tựu cho những nhà giáo. Bây giờ cái giáo dục của Phật giáo là giáo dục gọi như là cổ thánh tiên hiền, nó là giáo dục siêu giáo dục, không phải chúng tôi ca ngợi quá đáng. Quý vị cứ âm thầm đi sâu vào xem, ông giáo sư Phiên Đương Mỹ là một nhà triết học giỏi, ông dạy những là cái triết học đại học không, mà ông coi ra kinh Hoa Nghiêm ông thấy cái triết học Hoa Nghiêm nó quá tuyệt. Vậy Đức Phật đã đạt đến đỉnh cao của trí tuệ loài người rồi, cho nên ngài đưa ra cái lời dạy của ngài, mà lời dạy không phải hiện giờ ngài đưa, mà mười phương chư Phật đã nói rồi, lấy từ nơi cái trí tuệ của chư Phật để giáo dục mà. Cho nên nó giáo dục của Phật giáo là siêu giáo dục, là hưởng thụ tối cao đời người. Giáo sư Phương Đăng Mỹ ông nói đây là một cái lời nói của một nhà triết học, chứ không phải là nhà bình tầm thường, những người bình thường tầm thường. Thôi được rồi, thầy giờ đáng lẽ hôm nay cổ cũng lên cổ nói vài lời, nhưng mà quý vị coi lại cái đĩa chủ nhật trước ở trong trang web Vô Lượng Thọ. Vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Hôm bữa có một bé nó phát biểu nói câu này, chúng tôi lục lại trong kinh thấy đúng vậy. Cái pháp hữu vi á, nhà cửa, nó có hộp rồi nó sẽ có tan. Cái giảng đường này nó sắt thép xi măng đá, nhiều loại nó hộp lại, thế nào cũng có một thời gian nó sẽ tan rã. 5 năm, 10 năm, 2, 30 năm, vài trăm năm, vài ngàn năm là phải tan rã, gọi là có hộp phải có tan. Thân thể mình cũng vậy, có hộp là phải có tan, do đất nước gió lửa nó hợp thành rồi nó phải tan, gọi là vạn pháp khổ không, vô thường và vô ngã, không thể nào nó có thể tồn tại bền bỉ. Nhưng mà nhân quả thì nó bất không, làm một cái nhân gì rồi chắc chắn nó sẽ có cái quả, mà cái quả này nó trổ một là sớm hay muộn thôi, chứ không có thể nào không có được. Đến khi thành Phật rồi cũng gọi là quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, gọi là thành Phật, không thể thoát ly nhân quả được. Cho nên khi mình nhắm vào mình thấy vạn pháp giai không, không có gì có thể gọi là tồn tại vĩnh cửu được, thì mình tập trung vào cái nhân quả, gọi là tạo nhân lành. Khi mà mình tạo được cái nhân lành này rồi thì chắc chắn trong tương lai nó sẽ có quả lành. Nếu mình tạo cái nhân ác thì chắc chắn trong hiện tại và tương lai phải gặp quả ác, không thể nào thoát khỏi. Cái nhân ác là hiện tại bây giờ chúng ta hay đối đầu với ông gia, về gặp ông chồng, nếu thực sự mình biết tu là trở thành ân nhân, nhưng mà không biết tu trở thành ông gia mất.
họ nói một câu sốc ốc cái mình cãi lại, mình bực tức, mình khó chịu, bắt đầu oan gia đối đầu với nhau. Thì đời này đối đầu không xong thì đời sau tiếp tục đối đầu nữa. Mà nếu đời này mình không có đối đầu nữa, coi như mình buông. Họ nói gì cũng được, họ chửi mình đồ trâu, đồ bò, đồ chó gì cũng được hết trơn. Mình không phải chó, không phải trâu hay bò thôi, chứ có gì đâu mà lo. Họ chửi gì, họ nói gì cũng được, quan hỷ. Mà nếu thực sự mà mình nhịn được, mình thắng được, là bắt đầu oan gia bắt đầu đã tháo gỡ rồi đó. Oan gia bắt đầu là nó buông mình rồi đó. Còn nếu mà mình không có chuyển hóa được mà mình tiếp tục ngoài miệng không nói mà cho ông trong tâm mình nó hậm hực ở trong đó, thì coi như là mình cứ tiếp tục đối đầu với ông gia này hoài. Quý vị biết cái con chuột á nghe, mà nó vô nó cắn quần áo mình, mà mình bực tức mà khởi niệm thôi nghe, khởi niệm bực tức nó rồi đó, để cái cây canh nó vô là đập á, thì nó cũng khôn, nó canh lúc mình đi nó cắn cho tan tành quần áo mình luôn. Ông gia đối đầu á. Có không? Có. Ông thầy đó, ông để y đồ trong cái rương á, mà ông mới khởi niệm, ông kêu ba cái thằng tí này cái nào chết mày với tao mày. Mới cái hù dọa đó thôi, mà nó linh tính thiệt nha. Ông đi quên đóng cái rương lại thôi, y nó cắn tanh tành hết trơn luôn. Về ông kêu trời mới hù nó một tiếng thôi mà nó dữ vậy ta. Rồi là ông da với chuột. Mà nếu oan gia với người nữa thì kinh kinh khủng. Đúng không ạ? Cái này quý vị hiểu cái chuyện mà oan gia đối đầu không ạ? Cái chỗ này quý vị nên suy nghĩ tư duy cho kỹ. Chứ còn không là trong tâm quý vị cứ đối đầu oan gia là suốt ngày, suốt tháng, suốt năm. Quý vị đi đâu cũng gặp oan gia hết trơn. Trong tâm mình có oan gia sẵn là đi đâu cũng gặp họ đó. Đi đâu cũng phá mình ở đó. Mình chịu không nổi đâu. Chỉ trong tâm mình nó rời khỏi oan gia, coi oan gia đó như là Phật, là Bồ Tát. Coi con chuột nó vô giống như là Bồ Tát chuột ấy. Mấy con kiến và Thượng Tịnh Không mới làm xong cái nhà vệ sinh, không biết đâu nó bu đầy hết trơn. Nhà vệ sinh mới tinh chứ đâu phải cũ đâu. Ngày vô cái ngày kêu thôi các Bồ Tát kiến ơi, tôi cho các vị 15 phút nữa rồi các vị đi để tôi vô tôi dùng nhang. Cái 15 phút sau ngày vô nó đi sạch bách. Còn mình nói làm sao, các Bồ Tát kiến ơi, 15 phút đi nha, chút nữa 15 phút đã đông đen. Làm sao vậy? Cái tâm từ mình chưa đủ sức để cảm phục nó. Thì bây giờ mình phải làm sao? Ấn tỏ chỉ nè. Niệm Quan Âm 1.000.000 tiếng, trì chú Đại Bi 100 lần, 500-700 lần. Lấy cái nước đó đó, vừa đi mình vừa trì, mình rảy lên mình đó. Sâu kiến bọ, rồi những loại mà chuột đồng nó phá lúa mùa màng, các vị cứ trì một vài trăm biến, 500-700 biến, hoặc niệm Quan Âm hoặc là niệm Phật, vừa đi vừa rảy cho nó một thời gian, nó thấm nhuần cái lòng từ đại bi của Bồ Tát Quan Âm với cái tâm từ mình, bắt đầu nó rút hết. Còn mình mà gặp như Hòa Thượng Tịnh Không mà mình nói nó đi là nội lực của mình coi như là thâm hậu. Còn nếu không thì sao? Vừa thấy nó một cái là mua cái chai thuốc về xong. Mình là vậy phải không? Giải quyết sòng phẳng xong. Còn không nữa là mũi sao? Má ơi, bữa nay nhà mình về mũi nhiều quá. Kêu vậy hả con? Má mua cho con cái vợt ngang về. Bữa nay mình thích chơi vậy lắm. Nhưng mà vô hình chung á, cái nghiệp sát từ con mũi bắt đầu con gà, rồi bắt đầu con heo, bắt đầu nó giết con người được. Cái tâm sát con người mình. Khi hôm nay mình nghe mình hiểu rồi, mình kêu con ơi không có được. Kiến nó bò như vậy, nó cũng có một cái sự sống của nó thiếu thốn. Là nó động đất mưa chuẩn bị xuống, hình như là nó động, nó biết cái chỗ này không yên rồi nó đi tìm. Thì bây giờ mình phải làm sao cho nó yên chứ. Con mũi nó ở trong cái mùng, nó cắn một bụng no rồi. Bây giờ con bắt con bỏ ra bên ngoài cho làm cái bạch cái nó chết. Phải dạy nó từng chút như vậy. Đó là mình đem cái lòng từ cho nó, dùng cái đức từ để mình tu thân. Mà quý vị không học là quý vị không làm được. Nhưng mà đã học rồi, cái quán tính về làm cái bạch nó chết rồi. Tại vì mình cái lòng sát mình nó mạnh quá. Mà khi nghiệp sát nó đến thì sao?
cái con thú, con vật đó là oan gia, bắt đầu đối đầu với nó, là đời sau hoặc trong đời này mình phải trả. Có nhiều người người ta nói tôi có làm ác gì đâu, có cướp của giết người gì đâu, mà nhìn thực tế trong cuộc sống thì ác quá trời ác, ác chịu không nổi. Những cái đạo lý nó đơn giản thì thôi quý vị làm được rồi, quý vị thấy nó vi diệu. Hòa thượng mà ngài nói 15 phút sau tôi cho các vị nghe là nó đi, ngài trồng rau á, ngài kêu cái đám rau này là của các vị Bồ Tát sau nghe, đám rau này của tôi nha, vậy nó cứ ở bên đó không ạ. Còn mình làm rau, tôi kêu đám rau này của quý vị nghe, đám rau này của tôi nghe, tôi đang ăn hết bên đó xong nó qua đám của tôi nữa. Bởi vì cái lòng từ mình nó nói nó không đủ sức cảm phục, thì bây giờ phải dùng theo kiểu của Ấn Tổ nói là phải trì chú Đại Bi với niệm Quan Âm lên nước rảy nó thôi. Còn rảy không đi là mình trì chưa đủ lực phải trì nữa. Ở đây có ai trầm ruộng không? Khỏi lấy thuốc sâu. Và có nhiều người cái sức trì Đại Bi với cái lòng tin không có, mình sao càng trì nó càng nhiều. Bây giờ thôi dùng thuốc không cách gì hết. Cái lòng từ mình nó chưa được loài súc sanh nó cảm hóa, bởi vì nó cũng có cái tánh biết trong đó. Vậy cho nên thành ra cái lòng từ mà khi mà nó đạt đến cái mức độ sâu dày là nó cảm thấu trời thiên. Có ông quan đó, ông bắt cái thằng ăn cướp đó chuẩn bị chém đầu, ông vô tới ông nói thôi đừng có chém đầu nó, chém đầu tôi nè. Ông quan hỏi ôi sao mà chém đầu nhà vua, kêu do ta không đủ đức cho nên dân nó loạn. Ta là một người vua cai trị cả đất nước mà ta không đủ đức cho nên nó loạn, nó ăn cướp. Lo tội là tội của ta chứ không phải tội của nó. Con vua nào nói vậy không? Quá cỡ rồi. Có cha mẹ nào nói là đứa con nó hư là do tôi á? Có cha mẹ nào nói vậy không? Không có. Nói cái thằng con đó nó hư là do nó chứ không phải do tôi đâu. Trời không có mưa nắng hạn, dân đói khát không làm ăn được, vua ông buồn, ông kêu do ta ở thất đức cho nên thành ra trời ghét ta rồi. Thôi ta phải lên ta cầu trời, ta phải hứa hẹn, ta phải làm phúc đức cho muôn dân như thế nào. Ông lên thực sự, ông làm cái tâm ông chân thật cảm thấu đến trời xanh mưa xa xuống. Thì những con người này họ nhận lỗi về cho họ. Khi mà con người mà nhận lỗi về cho họ rồi đó thì mới cảm phục đến muôn dân, cảm phục đến lòng trời. Con người mà không thấy lỗi của mình, con người này thất bại. Chúng tôi đọc vào văn sao, Ấn Tổ nói tôi là người vô học, thiếu đạo, thiếu đức, không biết gì cả, ngoài ra chỉ biết niệm Phật, cơm cháo. Mấy người người ta gửi thư đến nói ngài là một vị quá thân ha, ngài là một cái như lời của ngài để lại cho muôn đời, kêu thôi mấy ông đừng, mấy các hạ đừng có nghĩ tôi lạm phàm thành thánh, tôi là phàm phu đâu phải là thánh nhân, khen quá đáng mang tội đôi bên, đừng có khen vậy ngang. Thường các vị Bồ Tát là như vậy đó, tội lỗi của ta sám hối bao nhiêu năm nay chưa hết, tội ngập tràn. Hầu như các vị thánh nhân Bồ Tát luôn luôn họ khiêm hạ, họ nhận lỗi gì cho họ. Còn kẻ phàm phu ngông ngông nghênh nghênh, thấy mình là đúng, coi người ta như đôi dép đức không ra gì, thì phàm phu vẫn là phàm phu, chướng nạn vẫn là chướng nạn. Cho nên hai mẹ con cái cô mà nãy mới lên đây, cô này là cô trong ngành nhà giáo giỏi, học tiến sĩ, học đỗ đạt, lúc nào cũng khiêm cung. Đôi khi mình giỏi ở ngoài đời vậy chứ mà trong đạo mình là con số không, chưa học chưa hành gì được cả. Cho nên mình phải học những người đi trước. Giờ quý vị nghe cái lá thư của Ấn Tổ, ngài khai thị về cái pháp môn niệm Phật. Chúng tôi giảng về pháp môn niệm Phật. Hôm nay cố gắng ngồi tại đây lắng động tâm tư, chúng tôi muốn nói từ từ chứ không nói nhanh, để nó rót từng chữ vào trong tâm quý vị. Ngồi trong này để mình hưởng thụ, không có suy nghĩ gì cả. Đã quyết định vô đây một buổi tu tập rồi, nghe pháp rồi, không có suy nghĩ gì cả. Ngồi đây bắt đầu mình nghe những cái lời có Ấn Tổ chúng tôi chia sẻ, nó thấm từ từ ở trong tâm của quý vị. Trong những cái giây phút này là nó thư giãn cái thần kinh,
tâm của mình nó an vui, cái bắt đầu nó đánh tan đi những cái mầm bệnh ở trong con người của mình. Quý vị nên nhớ những người mà họ hay bực tức, gắt gỏng, khó chịu, làm cái gì họ cũng không ưng ý hết, những con người này hay có những cái bệnh đang y. Quý vị tin điều nào? Thì trong cái não đó, trong cái não đó nó chiết ra một cái chất độc tố. Cái điều này Hòa Thượng Tịnh Không nói: tôi không có nghĩ bệnh, tôi không để dành tiền để mà mua thuốc lo bệnh cho tôi. Tôi có hết lòng lo cho Phật Pháp, bản thân tôi có Phật lo. Trong tâm tôi luôn luôn hoan hỷ an lạc, làm sao mà tôi có bệnh được. Cái đạo lý này chúng tôi tin. 93 tuổi rồi mà gương mặt của Ngài mới coi cái đĩa giảng 2018 tháng 8, gương mặt láng lẫy hồng hào, không thấy nếp nhăn. Hàng ngày sống với cái tâm từ bi hỷ xả, niệm Phật vì chúng sanh, không có vị kỷ mà vị tha. Nó đánh tan những cái độc tố trong người. Thực sự đây là cái biểu pháp có thực, chứ không phải là chúng tôi nói quý vị là chúng tôi nói nhăn nói cuội, là nó không có căn cứ. Nhìn bà Lưu Tú Vân bữa nay sao thấy bà đẹp. Lúc trước bà bị ung thư hồng ban lan sang mà tưởng bà chết rồi. Bà niệm Phật bữa nay nhìn cái gương mặt bà láng lẫy, mà mặt bà phúc hậu, cái lời nói bà hoan hỷ từ cái công đức niệm Phật. Cho nên nói tất cả các niệm, chỉ có cái công đức niệm Phật nó là gọi là thiện niệm tối thượng, là tịnh niệm tối thượng. Vì trong cái danh hiệu đó nó chứa vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng giác, vô lượng công đức, vô lượng hạnh nguyện của Đức Phật Di Đà. Trong vô lượng kiếp đến bây giờ, Ngài làm bao nhiêu công đức, Ngài dồn chứa trong cái danh hiệu. Cái con người này họ tin tưởng được rồi, trong tâm họ cứ đề khởi bốn chữ A Di Đà Phật hàng ngày, mim mim mật mật như con nhớ mẹ. Từ từ cái vọng tưởng nó tiêu dần, nghiệp chướng nó tiêu dần, phước khỏe bắt đầu nó tăng trưởng, thân tướng bắt đầu họ thay đổi, sống một đời an vui, có tiền cũng vui, không có tiền cũng vui, có vợ cũng vui, không có vợ cũng vui. Họ an vui với một cái gì sẵn có, gọi là tri túc tri chỉ. Lắng nghe cái tri túc tri chỉ, biết dừng biết đủ. Tri chỉ là dừng, túc là biết, túc là đủ, tri là biết. Tri túc là biết đủ, tri chỉ là biết dừng. Họ biết dừng ở cái điểm nào, họ biết đủ ở cái thời điểm nào. Ông Phạm Lãi này mà nếu mà thực sự ai mà thờ ông thần tài thì thờ ông Phạm Lãi này là đúng. Chứ còn ông thần tài không biết cái nguồn sử liệu ổng. Và Thượng Tịnh Không, ông Phạm Lãi này là ba lần tụ tài, ba lần tán tài, cho nên ông trở thành một người quá giàu có, làm ăn thành tựu ở nước Tề. Xong ông vua đó, ông thấy ông Phạm Lãi này quá giỏi, ông mang mão mũ tướng và mang ấn tướng xuống ông giao. Phạm Lãi này không nhận nữa, thôi làm tướng cho nước Việt thành tựu rồi, giành được đất nước Việt lại rồi, Ngô không có giành nước Việt thì mình ra đi, mình ở nước Việt thôi, bây giờ không có làm tướng nữa. Cái ông rút qua nước Đào, ông ở bên, ông đặt đổi tên đổi họ Đào Chu Công, ở bên đó buôn bán làm ăn ông thành công, quá giàu luôn. Mà trong khi đó là cái đứa con của ông phạm tội giết người ở nước Sở. Cái câu chuyện này thời Xuân Thu Chiến Quốc, thì đứa con nó phạm tội giết người ở nước Sở rồi thì ông bắt nhốt chuẩn bị chém đầu nó. Thì ông này ông nói là bây giờ chỉ có cái ông Trang Sinh này là vua, ông quan trung thần, quan liêm khiết, ông vua ông tin tưởng, chỉ có ông Trang Sinh này mới cứu được con mình thôi. Cái lúc đó ông mới lấy 100 lượng vàng gói trong một cái bọc, để cho một chiếc xe bò rất là đơn giản cho người ta khỏi biết đó là có tiền trong đó. Ông sai đứa con út đi để mà cứu đứa anh mình. Cái câu chuyện này hay lắm nha, nghe mình thấy cái thục hồi xưa hồi sự thế hay lắm. Khi mà ông thành tựu giúp cho ông Việt Vương Cổ Tiễn đánh được nước Ngô thành công là ông trốn ông đi liền. Ông trốn ông ra đi liền. Ông nói con người của ông Việt Vương Cổ Tiễn này, nhìn cái tướng của nó cổ dài, miệng quạ này, là chỉ có vui trong lúc thời loạn, chứ thời bình là không thể vui được. Thời bình là ông Việt Vương Cổ Tiễn là ông giết mình như không.
ông biết liền, ông mà ông Phạm Lãi này thiên văn địa lý tiến số chính trị kinh tế ông giỏi lắm, mà ông sanh trong gia đình nghèo. Sau đó rồi ông qua bên nước Đào, đó là con của ông giết người đó, thì ông sai cái đứa con út đi, mà bà vợ thì bà không có chịu, bà kêu là con út làm sao mà nó lớn tuổi mà nó kinh nghiệm bằng đứa anh đó, mà đứa anh nó cũng đòi đi để nó cứu đứa em nó, thì ông không chịu, ông nói con trai lớn đi là chỉ mang xác nó về thôi, mang xác đứa em về thôi chứ không có cứu được đứa em về, đừng có cãi tôi. Nhưng mà bà vợ với lại đứa con lớn nó cãi, đứa con lớn nói nếu ba không cho con đi là con tự dặn con chết. Ông kêu thôi mày đi đi, nhưng mà giờ nếu mà đi mà cứu được chỉ còn một phương pháp thứ hai là đưa vàng xong gửi cái thư của ba xong rồi con về, cũng đừng có lai vãng ở đó, còn mà lai vãng ở đó là không được, đừng có cãi với ông Chanh Sinh nha, ông này là ông quan liêm khiết, ông nói gì con phải nghe vậy. Thằng này dạ, bỏ thêm tiền trong túi đi đến gặp ông Chanh Sinh bên nước Sở, giao tiền giao thơ xong nói ba con gửi gắm nhờ bác cứu giùm em của con. Ông kêu được, tao hứa tao cứu, nhưng mà mày đi về đừng có lai vãng ở đây nha. Cũng nói y chang như là ông Phạm Lãi. Thì cuối cùng cái là nó lai vãng ở đó, nó coi thử coi mình đưa vàng như vậy là ông này có chính thức là cứu em của mình hay không. Rồi ông có, nó có một ít tiền nó đưa cho mấy ông quan á, coi thử coi là em mình thả ra bằng cách nào. Thì cuối cùng cái là ông Chanh Sinh này ông quay vào bên trong triều đình, ông nói với ông vua: đất nước của mình bữa nay có những cái sao xấu nó đóng ở trên trời, có điềm không tốt, mong nhà vua suy nghĩ. Ông vua hỏi bây giờ hạ thần thấy phải làm sao, kêu bây giờ chỉ có thả hết những tù nhân này ra làm phước đi thì những cái điềm họa này nó mới hết thôi. Ông vua không nghe vậy, ông vua ok, ông nghe nói có lý, bởi vì ông này ông giỏi lắm, ông giỏi, ông Chanh Sinh này ông nói sao ông vua nghe vậy, bây giờ ông quá liêm khiết. Thì cuối cùng ông vua kêu được, 3 ngày nữa là thả, đóng hết những cái kho tiền của lại, kiểm tra bao nhiêu để cho muôn dân để người ta hưởng. Thì cuối cùng cái là chưa tới 3 ngày thì những người quan nói là ông vua ân xá, ông thả chung hết tất cả mọi người ra chứ không có thả em mày không. Thì cái anh chàng con đầu của ông Phạm Lãi á, anh nghe vậy là anh tới anh nói: thưa ông, vua ân xá là thả mọi người chứ không phải thả em con không. Anh kêu vậy là mình muốn lấy vàng lại phải không, thôi tao trả vàng cho mày. Nhưng mà riêng cái ông Chanh Sinh này, ông nghĩ khi mà thả được cái thằng con giữa của ông Phạm Lãi là ông mang tiền ông trả, ông không có lấy. Ông thấy ông Chanh Sinh này là con người làm ăn lương thiện, cho nên là ra ông không có lấy tiền. Ông nói vợ là 100 cây vàng này bà cắt đi, chừng nào mà tôi lỡ cái chết nữa chừng bà phải trả lại cho ông Phạm Lãi, ông này là người liêm khiết. Thứ hai nữa là nếu mà tôi cứu được thì mình cũng phải mang trả cho ông, có xài cái vàng này của người ta. Cái tiền này là tiền của mồ hôi nước mắt ông Phạm Lãi á, mình không có nên xài như vậy, mình mang tội. Bà vợ cũng đồng ý. Thì đứa con ông Phạm Lãi á, thằng này là thằng tiết tiền, nó tới nó kêu là vua là thả chung hết cho ông Phạm, thả mình em của con. Nó kêu ồ vậy mình muốn lấy vàng lại phải không? Con muốn lấy vàng lại. Kêu thôi vô đi, kêu bà vợ đưa. Thì cái thằng con Phạm Lãi, thằng con đầu này nó mừng quá, nó chuẩn bị mang vàng về. Thì ông quay vô triều đình, ông nói lại, ông nói là tâu bệ hạ, riêng cái thằng con Phạm Lãi là phải chém đầu. Hỏi vì sao vậy? Kiều dân á, nó nói là tất cả mọi người là vua ăn xá, mà ông Phạm Lãi ông giàu quá cho nên thành ra dân nó nói là nhà vua ăn hối lộ con Phạm Lãi, ăn hối lộ của Phạm Lãi cho nên thành ra thả con Phạm Lãi. Cho nên mọi người á là được thả, nhưng mà riêng nhà vua bị mang tiếng đó là dân nó nói ông Phạm Lãi giàu đút lót cho nên nhà vua thả con Phạm Lãi chém đầu. Ông vua ông nghe có lý, ông xách đầu nhỏ này ra ông chém mất. Ông Phạm Lãi ở nhà ông biết rồi, thằng này nó thấy em nó chết, nó nói tiếng lẽ là đợi cho 3 ngày vua thả đi, nó ham vàng quá, nó tới nó làm sớm chưa thả ra mà nó tới nó đòi vàng lại. Ông kêu mày làm chạm tử ái tao quá. Những đứa nhỏ đó làm trạm tự ái, mấy người lớn là họ ghét, họ sùng mình lên, họ sùng gan lên à. Cho nên mình nhỏ nhỏ mình đừng có làm trạm tự ái người ta nghe, mấy người lớn á đừng có làm trạm tự ái họ. Thì cuối cùng cái thằng này nó giác sát về. Xong rồi thì bà vợ bên bà hỏi là sao mà chàng đón đúng quá vậy. Thì ông Phạm Lãi ông nói là cái lúc mà mình mới làm về nước Đào làm ăn á, thì cái thằng con đầu này á,
nó rất là tiếc tiền, là do mình làm ăn còn khổ cực, chưa có tiền nhiều, cho nên thành ra nó rất là tiếc tiền, nó quý tiền. Cái tâm nó không có rộng rãi như thằng em. Còn khi mà thằng em sanh ra, thằng Út á, thì mình làm ăn giàu có cho nên nó xì xòa, nó không có quan trọng tiền. Nó gửi lại cho cái ông Trăng Sinh là cứu em, anh nó là nó đi về, nó không có lai vãng ở đó. Còn thằng này khi mà nó gửi tiền lại, nó tiếc tiền, nó không biết có phải gì cái ông này, ông có phải lấy tiền, ông giúp được hay là do vua ân xá chung. Vì vậy cho nên tôi đã nói bà là thằng nhỏ này là nó không có tiếc tiền, thì nó giao tiền cho ông Trăng Sinh, nó về là anh nó được sống. Còn cái thằng anh này nó tiếc tiền, nó không nghe lời tôi kêu giao thư đi về đi, nó cãi lời tôi, nó ở đó là thằng em nó chém đầu là phải rồi. Mà bà cũng cãi tôi nữa, bà thấy tôi hồi trước giờ đón cái gì có cái sai không? Cho nên nói đến đây là mình thấy trong cái giáo dục gia đình, Ấn Tổ nói người phụ nữ chỉ biết thay chồng vậy, con nấu cơm thôi, đừng có lo vào những cái việc chính trị, những cái việc khác thì thành công. Do bà vợ bà cũng cãi chồng, cãi phạm lãi là phải cho thằng anh đi mới được. Cho nên thành ra là thời xưa những người mà người ta tài giỏi á, mà người ta thành tựu được để cứu cả gia đình họ, là tất cả những người ở dưới phải hỗ trợ cho họ. Cái này bà vợ không hỗ trợ, đứa con không hỗ trợ. Cho nên ở trong đó mới nói là phạm lãi giúp cho việc Vương Câu Tiễn chiếm được nước Ngô nhưng mà không cứu được con mình. Diện mụ vợ đó không chịu nghe lời. Ông phạm lãi này Hòa Thượng Tịnh Không tán thán ổng là ổng thành công trong cái sự thương trường kinh tế. Rồi ổng cho sạch hết luôn, rồi ổng làm ăn lại thành công, rồi ổng cho sạch hết luôn, rồi ổng làm ăn lại thành công. Gọi là ba lần tụ tài, ba lần tán tài, ổng thành công, là ổng phạm lãi. Và ổng biết đủ, ổng biết dừng. Khi ổng giúp cho việc Vương Câu Tiễn xong một cái là ổng rút liền. Vì sao vậy? Bây giờ ổng kêu ông việc Vương Câu Tiễn là một người cổ dài miệng quạ, không thể nào sống trong thời bình, một nước không thể nào hai người tài được. Tên hồi xưa cái thuật xử trí của người ta rất là giỏi. Thành ra Hòa Thượng tán thán cái ông phạm lãi này. Chúng tôi coi lại cái mẫu chuyện thấy ông này ông tài, thiên văn địa lý, binh lược tướng số, kinh tế làm ăn ông đều là giỏi. Ông để lại 18 cách để kinh doanh trong cái cuộc sống kinh tế. Cho nên thành ra giờ đây thì chúng tôi có cái thú mỗi ngày ở tại khu chiên tu, cũng không có tiếp ai, đọc văn sao xong rồi đọc những cái chuyện xuyên thu chiến quốc, những cái thời xưa á, tự nhiên mình thấy những cái thuật sử trí của những người hồi trước hay. Cả một cái cốt truyện đó nó chỉ còn lại bốn cái chữ: tri túc, tri chỉ, biết đủ, biết dừng. Rút ra được bốn chữ đó: biết đủ, biết dừng. Vì vậy cho nên hôm nay trong cái buổi nói chuyện của chúng tôi cũng pha trộn vô một vài cái câu chuyện thời xưa Thuân Xu chiến quốc để cho quý vị thấy những người tài, những người giỏi thường người ta không dính vào trong danh lợi, trong sắc. Người này thành công, họ dính vào trong danh lợi, trong sắc, họ bị mất nước, thất bại. Giờ quý vị nghe cái mẫu chuyện của cái lá thư của Ấn Tổ. Lá thư này hơi dài, chịu khó lắng lòng nghe nha. Nó còn thêm một cái lá thư đó nữa là Ấn Tổ nói về cái việc Quan Âm cảm ứng với một số những cái mẫu chuyện vãng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời chỉ dạy của sư phụ, con tiếp tục xin phép đọc những lá thư của đại sư Ấn Quang, cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức tăng ni và toàn thể chư vị liên hữu từ bi hoan hỷ chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Lá thư số 393 và 394 trích trong sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên cuốn 1 quyển 2. Lời lẽ tuy vụng về chất pháp nhưng nghĩa lý lấy từ kinh Phật, nếu chịu thực hành theo lợi lạc vô cùng. Thư trả lời nữ cư sĩ Trần Liên Anh: pháp môn niệm Phật giống như ý bảo châu, có thể tùy ý con người mà mưa hết thảy báo. Chỉ cần khẩn thiết chí thành niệm Phật sẽ tự nhiên tội nghiệp tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, siêu độ tiên vong. Người đời trước đã khuất bóng,
đều được vãng sanh Tây Phương, sao chẳng thế nói là nương theo Phật từ lực để vãng sanh Tây Phương? Con lại hỏi nên tu như thế nào sẽ có thể làm cho cha mẹ được vãng sanh Tây Phương? Con hỏi như vậy chính là không hiểu lý quá sức. Người niệm Phật mỗi ngày sáng tối vẫn cần phải đem công đức tu trì của chính mình hồi hướng cho tứ ân tam hữu và hết thảy chúng sanh trong pháp giới, huống hồ chẳng thể làm cho phụ mẫu vãng sanh Tây Phương ư? Chỉ cần cung kính chí thành đến cùng cực, lại còn phải phát tâm độ khắp hết thảy chúng sanh, phàm với hết thảy những kẻ hữu duyên đều đem pháp này khuyên nhủ, đem công đức tu trì của chính mình, công đức hồi hướng cho hết thảy chúng sanh và công đức khuyên người khác để hồi hướng cho cha mẹ, chắc chắn sẽ có thể làm cho cha mẹ được vãng sanh. Nhưng cần phải chân thật tận lực thực hiện thì mới được. Nếu hời hợt ơ hờ, tuy chẳng phải là không có lợi ích, nhưng sợ rằng chưa chắc sẽ được vãng sanh. Niệm Phật phải có lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, phải cung kính chí thành, phải lắng tai nghe kỹ, phải phát tâm phổ độ chúng sanh, phải kiên quyết bảo vệ sinh mạng, ăn chay đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, luôn thường tự phản tỉnh. Hễ có tâm bất thiện dấy lên, bèn lập tức tiêu diệt. Phàm có thiện tâm đều nên khiến cho nó được mở rộng ra, dẫu sức chẳng làm được, tâm ấy biết chẳng thể không sanh. Nói chung, lúc thường ngày phải giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt lành, làm việc tốt lành để làm pháp trị thân, trị tâm. Niệm Phật như thế sẽ đáng là đệ tử thật sự của Đức Phật, chắc chắn có thể ở trong thế gian này phổ độ những người cùng hàng thoát lìa sanh tử. Vì sao vậy? Do có thể thực hành, người ta sẽ dễ bị cảm hóa, nếu không sẽ là kẻ giả thiện, tâm hành giả dối, sẽ chẳng thể được lợi ích thật sự. Hết thảy chúng sanh do dâm dục mà sanh, còn phát tâm giữ lòng trinh tu hành phải nỗ lực. Nếu có những thứ tình niệm ấy khởi lên, hãy nghĩ đến núi đao, rừng kiếm, vạc dầu, lò than, đủ mọi nỗi khổ trong địa ngục, tự nhiên bao nhiêu ý niệm đã dấy lên sẽ lập tức bị tiêu diệt. Thường thấy bao nhiêu thiện nữ thoạt đầu phát tâm giữ lòng trong trắng chẳng xuất giá, sau đấy do tình niệm phát khởi, chẳng thể kìm mình được, liền cùng kẻ khác làm chuyện cẩu thả. Nhưng hễ đã không gìn giữ một lần, sẽ như nước xoáy thủng đê, từ đấy chảy tràn lan, vĩnh viễn chẳng thể quay về chánh đạo được. Thật đáng đau tiếc. Hãy nên tự chăm trước, có thể giữ được thì giữ chắc đến tột cùng, nếu không xuất giá theo chồng chính là cương thường do thiên địa thánh nhân và con người đã lập ra, cố nhiên chẳng phải là không nên. Giữ lòng trinh mà giữ được tốt đẹp thì tốt hơn đi lấy chồng, nào phải chỉ tốt đẹp hơn trăm ngàn vạn lần. Không giữ được lòng trinh vẹn toàn thì lại còn thua lấy chồng cả trăm ngàn vạn lần. Bởi lẽ nam nữ lập gia đình chính là diện mối của con người trong trời đất, nam nữ chung chạ bừa bãi chính là hành vi của súc sanh. Súc sanh chẳng biết lý, chẳng biết luân thường. Con người biết lý, biết luân thường mà vẫn muốn làm chuyện chung chạ bừa bãi, quả thật chẳng bằng súc sanh. Cậu của con đã thờ ta làm thầy, nói con có thiện căn, muốn giữ lòng trinh, ta không phá cái tâm giữ lòng trinh của con, chỉ sợ con có đầu không đuôi, đâm ra mắc tội với trời đất, cha mẹ, Phật, Bồ Tát. Vì thế ta khôn ngăn dài dòng một phen. Lại nữa, sao con không phá tâm ăn chay? Con thử nghĩ xem, thịt trên thân con mà cắt ăn thì có ăn được hay chăng? Thịt của chính mình chẳng thể ăn được, sao hàng ngày lại giết loài vật để ăn?
hết thảy sanh linh chẳng phải do con giết, nhưng con dùng tiền để sai người khác giết, sát nghiệp vẫn giống hệt. Huống chi con muốn sanh về Tây Phương, Đức Phật lấy từ bi làm gốc. Con đã ăn thịt tức là không có tâm từ bi, vì con là người chân thật tu hành nên ta mới nói lời này. Nếu là kẻ hờ hững hời hợt, tuy chẳng ăn chay vẫn có thể niệm Phật, chứ không phải là kẻ ăn mặn chẳng được niệm Phật, chẳng thể không biết điều này. Những điều khác không cần giảng giải, con chỉ đọc kỹ văn sao thì mọi mối nghi đều tháo gỡ. Quan bận việc đến cùng cực, chớ nên thường gửi thư đến, dẫu có nói gì đi nữa cũng chẳng ngoài những ý đã nói trong văn sao. Phật Pháp Quảng Đại, dẫu Tăng Địa Bồ Tát cũng chẳng thể biết hết được. Nhưng muốn được lợi ích thật sự thì chỉ có một câu Nam Mô A Di Đà Phật này là có thể thoát khỏi sanh tử, chứng Niết Bàn, viên thành Phật Đạo. Chúng ta là phàm phu hạ căn, chẳng làm theo pháp môn cực đơn giản thì chỉ có thể trở thành gieo thiện căn mà thôi. Muốn liệu sanh tử ngay trong đời này, có mộng cũng mơ chẳng được. Con có thể y theo lời ta nói thì đáng gọi là liên âm. Nếu không thì mang tên liên âm thì chỉ sợ thành rừng tội mà thôi. Ngày 17 tháng 4, thư trả lời cư sĩ Trầm Thọ Nhân. Nhận được thư, biết ông tu trì tinh rồng, siêng năng, chú trọng khiết tịnh, cung kính, tôi vui mừng, an ủi đến tột bậc. Phàm người tu hành ắt phải lấy niệm Phật làm chánh hạnh, lấy trì chú tụng kinh và làm các chuyện lợi ích làm trợ hạnh. Chánh trợ cùng hành sẽ như thuận nước căn bường, trong biển khổ sanh tử này mau được vào biển Tát Bà Nhã, tức là nhất thiết trí. Nếu chẳng sanh lòng tin phát nguyện cầu sanh Tây Phương, cứ niệm Phật trì chú vân vân, hờ hững thì đều chỉ thành phước báo cho đời sau mà thôi. Pháp môn tịnh độ thông trên thấu dưới, kẻ sắp đọa A Tỳ mà niệm Phật còn được vãng sanh. Bậc đã chứng đẳng giác vẫn phải hồi hướng vãng sanh Tây Phương để mong viên mãn Phật quả. Đừng vì mặc tông có nghĩa thành Phật ngay trong thân này mà bỏ mặc vãng sanh Tây Phương, không bàn tới nữa thì mất mát lớn lao thay. Trì chú cố nhiên nên kiền thành khiết tịnh, niệm Phật cũng phải kiền thành khiết tịnh, nhưng tận tâm tận lực là được rồi. Nếu nói như kẻ đại phú quý lập riêng Phật đường, những kẻ khác đều không có phần tu hành, có lý ấy hay chăng? Ông tên là Kính Thời, tên tự là Thọ Nhân, hãy lấy pháp môn niệm Phật để truyền trao cho quyến thuộc, khiến họ sanh lòng tin phát nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nếu có thể chí thành niệm Phật, tự nhiên nghiệp chướng tiêu trừ, thân tâm an lạc, sao lại chỉ biết nể sợ, trọn chẳng biết dùng Phật pháp để chỉ dẫn. Như vậy mà còn gọi là phát tâm Bồ Đề, tự lợi lợi tha được ư? Quyến thuộc như thế, người ngoài cũng như thế. Phàm kẻ nào không bảo ban được thì đành thôi, kẻ nào bảo ban được ắt phải khuyên lơn khích lệ, công đức ấy lớn lắm. Hiện thời thiên tai nhân họa liên tiếp giáng xuống, trọn không có lúc nào ngưng dứt, ấy là do hết thảy chúng sanh đồng phận ác nghiệp chiêu cảm. Trong ác nghiệp chỉ có giết chóc là nhiều nhất, chỉ có giết chóc là thảm khốc nhất. Muốn cho thế đạo thái bình, nhân dân yên vui, ắt mọi người phải kiên giết bảo vệ sinh mạng, ăn chay niệm Phật thì mới là lời bàn luận giải quyết từ căn bản. Ông đã phát tâm niệm Phật lại kiên trì chú, theo đúng lý nên ăn chay trường. Nếu nói phải thù tiếp bên ngoài khó được như pháp thì trong lúc thù tiếp phải quyền biến theo phương tiện, nhưng trong những lúc ta có thể làm chủ được thì trọn chớ nên vẫn ăn thịt hết thảy chúng sanh y như cũ. Dẫu trong lúc thù tiếp cũng chớ nên mặc sức
tham ăn thì mới nên. Còn trong vòng quyến thuộc, hãy nên giảng bàn nhân quả, khuyên họ đừng ăn thì mới gọi là người tu hành chân thật. Đừng nổi ta tu hành nên ăn chay, bọn họ không tu hành ăn mặn cũng không sao. Nên biết nỗi khổ của hết thảy những con vật bị giết và nỗi khổ phải trả báo trong tương lai. Vừa thử nghĩ đến, lông trên thân đều dựng cả lên, chẳng những không nỡ mà còn chẳng dám nữa. Người niệm Phật ai nấy tùy phận, chuyên niệm Phật hiệu cũng được, mà kiêm thêm tụng kinh, trì chú và rộng tu vạn hạnh cũng được. Nhưng chớ nên trọn chẳng có đầu mối thứ tự, ắt phải lấy niệm Phật làm chủ, làm chánh hạnh. Những thứ khác đều là khách, là trợ hạnh thì tốt lắm. Nếu không sẽ như rải tiền trong nhà, chẳng xỏ thành chuỗi, sẽ không thọ dụng được. Cũng giống như vào biển, thiếu kim chỉ nam, chẳng có gì để nương theo. Thờ tượng Phật Bồ Tát thì tượng vẽ hay tượng khắc đều được, chỉ cần coi tượng ấy như Đức Phật thật sự, tự nhiên sẽ được phước, được huệ. Nếu vẫn coi là giấy, gỗ, vân vân, ắt sẽ tổn phước, giảm thọ. Nay gửi cho ông một bộ văn sao vừa mới in và một bộ quán kinh sớ của Ngài Thiện Đạo. Ngài Thiện Đạo chính là hóa thân của Phật Di Đà. Ngài dạy chuyên tu, phần khẩn yếu nhất là phần chú giải chương thượng phẩm thượng sanh. Xin hãy đọc kỹ. Nam Mô A Di Đà Phật. Khi quý vị nghe người khác đọc văn sao hoặc bản thân mình đọc văn sao, mình thấy Tổ Sư Ấn Quang đang khai thị cho mình. Cho một số người đọc vào văn sao thấy Tổ Sư Ấn Quang gửi thư cho Liên Anh hoặc cho những người khác không dính líu gì đến mình, thì người này chưa biết đọc văn sao. Cái văn sao nó có cái hay cái chỗ đó là mượn người khác mà nói mình. Cái người mà hiểu ra cái chỗ mà đọc văn sao thấy thư Ấn Tổ viết cho người khác mà nói ra những cái nghiệp nhân của mình, nói cho mình. Có những lúc chúng tôi đọc ra thấy giật mình, sao Tổ nói chúng mình vậy ta. Cái hay của Ngài quyền biến đó là mượn cái thư của cái người đã gửi đến mà nói cho tất cả mọi người. Cho nên cái lúc mà Ngài Lý Bỉnh Nam nói với Hòa Thượng Tịnh Không, tôi dạy ông 5 năm xong tôi giới thiệu cho một vị thầy khác đưa cái bộ văn sao cho Hòa Thượng Tịnh Không. Cho nên là nãy đó là Ngài nói vô cái lá thư cho cái cô đó, nếu mà con giữ lòng trinh được thì cái tâm của con nó trong trắng thì tốt dữ lắm. Còn nếu không giữ được thì đi có chồng. Con đọc vào trong văn sao, tất cả những cái gì khúc mắc của con nó đều được tháo gỡ. Nhưng mà có những lá thư Ngài nói thêm đó là hành những gì trong văn sao đã nói thì mình là người dân ở Liên Trì Hải Hội. Tuy rằng mình đang là người ở cõi Ta Bà nhưng mà tâm mình đó đã rạo chơi bên liên bang. Thì những vị mà nói như vậy là những vị Bồ Tát quá thân mới nói được. Chứ còn nếu mà những vị phàm phu thì nói không nổi câu này, không dám bảo chứng cái chuyện này được, không dám chắc cái lời của mình là có thể người ta hành ra theo, là người ta có thể là giảng sanh Tây Phương, mà Ngài là dám chắc 100%. Các vị này là quá thân. Cho nên thành ra mà hồi nãy chúng tôi nghe cái lá thư thứ hai là Ngài nói là Ngài Thiền Đạo là tổ thứ hai, đó là quá thân của Phật A Di Đà. Hầu như các vị Bồ Tát Ngài biết với nhau hết rồi Ngài mới nói như vậy. Chứ cần phàm phu như mình thì không thể nào có thần thông mình biết những vị đó là hóa thân mà nói sai cái là mang tội chứ. Các vị là không có thể nào nói sai một lời nào hết cả, sợ cái vọng ngữ lắm. Vì vậy cho nên thành ra những cái lời trong văn sao Ngài nói đó, khi mà người ta đọc một thời gian nó thấm vào văn sao rồi, từng lời, từng chữ, từng câu khi Ngài nói đến là nó có cái công hiệu đột phá nghiệp báo trong tâm mình, cái tính tâm của mình bắt đầu nó tăng trưởng lạ kỳ lắm.
Cho nên hôm nay tặng cái bộ văn sao này là phải coi quý hơn một rương vàng nha. Và Thượng Tịnh Không nói Ấn Tổ có những cái câu mà gọi rằng là lưu xuất từ trong tâm đức của Ngài. Chúng tôi làm một cái bản một chiều 60, một chiều dài 1m2 cán trên ván lamina có khung đẹp đem đi treo. Đó là câu gì? Chính cõi chúng sanh bỏ đường tắt Tây Phương khó tròn nên quả giác. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, Atula, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát mà bỏ cái con đường tắt Tây Phương khó tròn nên quả giác. Mười phương chư Phật rời cửa màu tịnh độ khó độ khắp hồng mê. Thành Phật rồi mà không có dùng cái cửa màu tịnh độ để độ hồng mê thì khó độ khắp. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật là Ngài giới thiệu Kinh A Di Đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ cho chúng sanh trong đời mạt pháp liền. Đây là một cái câu lưu sức từ đức tánh của Ngài. Còn những cái câu gì nè? Giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, vâng làm các thiện. Nếu làm được như vậy gọi là thiện nhân. Từ thiện nhân này bước lên một bước nữa, đó là phát bồ đề tâm, nghiêm trì tịnh giới, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh cực lạc. Nếu người nào làm đúng những cái điều này thì có phần vãng sanh. Còn nếu mà không làm được giữ vẹn luân thường để mà làm các điều thiện á, thì người này bị mất gốc, không thể nào niệm Phật vãng sanh được. Luân thường đó có bát đức, hiếu để, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ. Mà không làm được bát đức thì cái tâm người này nó không kết hợp với tâm Phật, niệm Phật không tương ứng. Cái lời dạy của Ngài là nó bao quát cả phàm, hạ phàm, thượng thánh, nó nằm ở trong đó trọn vẹn. Nên có nhiều người, người ta niệm Phật tối ngày, người ta niệm Phật suốt cả đời họ mà không vãng sanh được, họ mất cái gốc này. Họ đối với cha, với mẹ, với anh, với em, với bằng, với hữu không tốt. Họ kêu tôi chỉ biết ông Phật Di Đà thôi à. Thì người này không thể vãng sanh được. Quý vị nhìn kỹ cái người niệm Phật, cái tâm của người ta chết sạch hết tất cả những cái vọng tưởng hơn thua, đấu đá, tranh giành, đúng sai, phải trái. Chết đi cái tâm vị ích kỷ, cái lòng vị tha, luôn luôn giúp người, cung kính. Nhìn họ chân thật. Bà Lưu Tố Văn mà Hòa Thượng Tịnh Không khen bà, bà muốn về cực lạc, lúc nào bà về Phật Di Đà giang tay đón bà đủ tiêu chuẩn. Còn mình niệm mà mình chưa đủ tiêu chuẩn, chưa làm được những cái thiện nhân đó trọn vẹn. Nhưng mà nếu thực sự người ta nói cho mình đọc trong văn sao tổ nói cho mình cái cách để làm mà mình không làm, thì cái đó lỗi do mình chứ không phải do Phật. Nhưng mà có một cái điều thâm thúy hơn nữa, nếu mình biết mà không làm thì đồng với loài súc sanh. Súc sanh nó si mê, nói nó cũng nghe nhưng mà nó không biết. Còn mình nghe biết mà không làm thì cũng đồng nhau à. Cái gì công nhận không ạ? Nó đồng nhau. Cho nên tính giải hành chứng, cái hành nó mới chứng được. Chứng đó là nó tiêu được phiền não, tiêu một phần phiền não, chứng một phần pháp thân. Những vị ở đây không có được đi lên tỉnh Thất Quan Âm vì công việc ở Sài Gòn, một tháng tới một lần. Nếu mà chỉ một tháng một lần như vậy thôi thì để một tháng tới nghe một lần thì nó nguội lạnh dữ lắm. Mỗi chủ nhật kéo màn hình nghe trực tiếp trên tỉnh Thất Quan Âm Pháp, mỗi ngày rảnh đọc thư văn sao Ấn Tổ, niệm Phật, huân tu hàm dưỡng, tích lũy từ từ, bắt đầu nó chuyển tâm phàm mình từ từ. Lâu ngày bắt đầu họ thích thú. Cái những người mà đến ngày chủ nhật là họ tranh thủ không có làm gì hết, kéo cái màn hình để đó ngồi canh cho đến giờ cái bắt đầu niệm Phật với đại chúng ở tổ đình Vĩnh Nghiêm hoặc ở tỉnh Thất Quan Âm. Có cô đó cũng niệm từ lúc 9 giờ tối cho đến 6 giờ sáng luôn,
Như hôm nay tỉnh thất Quan Âm trên đó là niệm từ lúc 9 giờ tối cho đến 1 giờ một ca, rồi từ 2 giờ niệm đến 6 giờ một ca nữa. Nhưng mà nãy thầy Nhật Đạo nói là cái khoảng 1 giờ đến 2 giờ nó trống trên cái người mà 2 giờ người ta ra, người ta ngồi đợi lâu, người ta buồn ngủ, cho nên thành ra đợt sau sẽ sắp xếp họ niệm đến 1 rưỡi, rồi cái ca 1 giờ rưỡi họ vô tiếp, họ niệm đến sáng 4 tiếng rưỡi một thời, mỗi tối thứ bảy. Bắt đầu bữa nay người ta về đông, người ta niệm Phật, kêu cháo thầy sao nấu ngon quá, niệm Phật nó đói bụng ăn ngon quá. Nhưng mà hồi tối cái ca mà từ lúc 9 giờ đến 1 giờ họ đông nghẹt hết trơn, tràn ra ngoài luôn, cái ca 2 giờ đi ngủ hết trơn, không thấy ai. Được sao phải chia lại cái vụ này. Họ niệm từ lúc 9 giờ đến 1 giờ ra ăn cháo, xong họ ngủ đến 6-7 giờ sáng. Được sao chia lại cho nó công bằng chút. À. Nên ra là hôm nay thực sự mà nói là chúng tôi xuống ngồi nhìn thấy những gương mặt của quý vị trẻ già, rồi trai gái giàu nghèo sang hèn, đủ thành phần trong này. Nhưng mà khi về tới Tây Phương Cực Lạc, bình đẳng, thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp bình đẳng, ngũ thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thông, thông túc mệnh thông, mà riêng là thần túc thông, thần túc thông mà riêng lậu tận thông chưa đạt, để thành Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác, trên đó mới gọi rằng chứng được lục thông. Cho nên Đức Phật nói là khi một chúng sanh về cõi ta là được ngũ thông liền, những lậu hoặc nó chưa hết, cho nên hình ra là lậu tận thông chưa chứng đắc. Tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, ăn rồi liền biến mất, tưởng nhà có nhà, bảy báu xuất hiện. Còn ở đây mình tưởng ăn, mình phải ra bếp, mình nấu, mình chiên, mình xào, mình làm đủ thứ hết trơn, quá trời vất vả. Mà ăn chay thì nó còn đỡ nữa, mà ăn mặn thì thôi rồi. Như nãy Ấm Tổ nói, con Liên Anh sao con không ăn chay, con nghĩ người ta róc thịt của con ăn con chịu nổi không? Con lấy thân, lấy thịt trên thân con róc xuống cho người ta ăn, mà con ăn thịt của con ăn được không? Sao mà con ăn thịt chúng sanh vậy? Cái lời của Ấm Tổ nó bén dễ sợ. Cái người mà nghe như vậy mà người ta thực sự, người ta có cái lòng nhân, mà người ta có cái căn lành với Phật Pháp là lông tóc dựng đứng, tóc mồ hôi máu, sợ liền. Cái lời khai thị này nó quá sắc bén, mà nó đúng như vậy. Khi mình nhìn cái con thú đó với mình một thể, gọi là đồng thể đại bi, nó với mình một thể, nó cũng có Phật tánh để thành Phật, nhưng cái nghiệp báo nó cho nên thành ra nó mang cái loài thân bốn chân, loài súc sanh, loài bò, loài ngựa, loài heo. Chứ thực ra mình với nó một thể, nó cũng có Phật tánh giống y chang như mình, nó thành Phật trong tương lai. Mà nhìn nó với mình một thể thì không thể nào ăn thịt nó được. Nếu mà nhìn sâu hơn nữa là cha mẹ của quá khứ, là vị lai, là chư Phật trong vị lai nữa thì thôi hết ăn luôn. Ở đây ai ăn mặn đâu, giơ tay thôi. Sao ngồi em ru vậy? Nhìn mặt là biết rồi, giơ tay đi cho rồi. Nhưng mà nhớ nghe, ăn đừng có giết, mua về ăn. Ngài gọi như là dùng cái cách để cho mình coi như là có thể ưu tiên cho những người nghiệp báo còn nặng thôi, đừng có giết, mua về ăn. Vừa rồi có cái ông chú, ông đi lên tỉnh thất Quan Âm, ông đứng ông phát biểu, bà vợ bà cứ niệm Phật, bà cầu nguyện cho ông chồng sao đừng ăn mặn nữa. Bữa đó ông cái là nấu cái nồi thịt đó, ông nhìn vô tự nhiên ông rùng mình, ông biết thịt đó chắc là quá xanh, mấy con đó là cha mẹ sao, tự nhiên ông rùng mình lên. Ông rùng mình xong cái ông kêu thôi bà ơi, nay tôi không ăn thịt nữa đâu. Trời, bà mừng quá trời, bà mừng, bà cầu nguyện mấy hôm nay để cho phải khỏi ăn thịt, bởi vì lúc trước bà ăn chay là ông cho. Rồi cuối cùng thôi bà ông chịu ăn chay luôn, ông nghe pháp ông mừng quá trời, cả gia đình hoan hỉ. Thường cái người mà người ta ăn chay rồi, người ta lên bàn thờ, người ta niệm Phật, cái mùi thịt ở trong người nó không có bay ra đó, trong miệng nó không có bay ra đó, dễ được cái sự cảm ứng của Phật. Nhưng mà trong này Ngài nói không phải người ăn mặn không được niệm Phật nha. Niệm đi từ từ, cái lòng từ bi nó xuất hiện, giống như cái ông này, ông bỏ. Thấy không ạ? Nhưng mà ở trong này ai ăn chay trường đâu, thực sự giơ tay lên coi. Nói, cái người mà không giơ tay là biết rồi. Không biết sao bữa nay chúng tôi lạ, ăn có một chén cơm quý vị, sáng một chén, trưa một chén, chiều là không có rồi đó, gặm mấy trái bắp thôi à. Hôm trước bên Mỹ về thì nó có 75kg, bữa nay là 79kg 2 lạng mới cân hôm qua. Ăn không có gì hết trơn, đơn giản, không có ăn nhiều mà sao nó cũng mập hết ta.
bây giờ mình ăn chay cái thịt nó mát mẻ rồi, cái tự nhiên cái nó khỏe ra ha, cố gắng ăn chay. Giờ còn còn cái lá thư này cũng hay lắm, nghe nữa mà. Một tháng gặp một lần mà ha. Cái lá thư này thì thiệt hay. Ngài viết cho cái lời tựa của cái cuốn Tăng Biên Quán Âm Cảm Ứng Lục. Mấy câu chuyện cảm ứng này chúng tôi thấy hay quá cho nên bèn in cái cuốn sách này ra. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được đọc tiếp tục những lời tựa của Liên Tông Thập Tam Tổ Ấn Quang Pháp Sư. Cung kính dâng lên cúng dường toàn thể chư tôn đức tăng ni và toàn thể đại chúng. Nam Mô A Di Đà Phật. Tăng Biên Quán Âm Linh Cảm Ứng Lục, biên soạn cư sĩ Lý Viên Tịnh, việt dịch Hòa Thượng Thích Trí Minh. Lời tựa của Liên Tông Thập Tam Tổ Ấn Quang Pháp Sư: Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát thệ nguyện sâu rộng không ngần, tâm từ bi quảng đại vô biên, thế nên Ngài phân thân khắp phi trần sát độ trong mười phương thế giới, tùy duyên hiện hình tầm thanh cứu khổ, độ cho tất cả chúng sanh thoát khỏi vòng khổ não. Đặc biệt với chúng sanh ở cõi ta bà này, tâm bi mẫn của Ngài càng chí thiết, thế nên chúng sanh nào chí thành xưng niệm đều được Ngài cứu độ không bỏ sót một ai. Những năm gần đây, tất cả nhân loại thường gặp rất nhiều hoạn nạn khổ ách, có muốn trốn thoát cũng khó đặng, và cũng không có phương gì để tránh cho khỏi. Vì sao vậy? Vì trong đời hiện đại này, thế đạo nhân tâm xấu ác, đạo điên đến cực độ. Đối với cha mẹ là người có đại ăn đức, sanh thành dưỡng dục mà còn ngang nhiên đời sướng, bác bỏ hiếu đạo, kết bạn bè cùng với những kẻ ác nghịch, giết cha hại mẹ. Thế nên những ai sanh ra trong thời kỳ này chẳng phải là việc buồn đau, đáng thương xót hay sao? Đại phàm những người có chánh tri, chánh kiến, không một ai chẳng lưu tâm nghiên cứu chánh pháp, không một ai chẳng lo tu trì tịnh nghiệp để mong thoát ly cõi đời ác ngũ trược này, mau chóng dự vào liên trì hải hội, như thế mới mong được thoát khỏi vô lượng thống khổ nơi cõi ta bà này và được hưởng thọ sự an vui nơi lạc quốc. Nhưng đối với chúng ta, khi chưa được về lạc quốc và vẫn còn đắm chìm trong cảnh khổ nơi ta bà, thì cần phải có đấng mẹ hiền để làm nơi nương tựa. Đấng mẹ hiền ấy chính là Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì Bồ Tát đối với cõi ta bà đau khổ, nhất là trong thời kỳ mạt pháp này, Ngài đặc biệt sanh khởi tâm đại từ vô lượng, vận dụng lòng đại bi đồng thể đối với tất cả thứ khổ nạn, Ngài luôn luôn thùy từ cứu độ. Thế nên chúng sanh nào xưng niệm hồng danh của Ngài, nếu lúc gặp phải nguy hiểm liền hóa thành kiết tường, gặp phải nạn tai thì biến thành an lạc. Những sự việc linh ứng của Bồ Tát không bút mực nào có thể tả xiết. Các tích cảm ứng của Bồ Tát thường thấy tản mát trong các sách, nhưng những bộ sách chuyên ghi chép sự linh ứng của Ngài thì có thể nói đến như Quán Âm Từ Lâm Tập của Hoàng Tán Đại Sư, Quán Âm Trì Niệm Ký của cư sĩ Châu Khắc Phục, Quán Âm Linh Cảm Lục của cư sĩ Vô Tích Âm, Quán Âm Bổn Tích Tụng của cư sĩ Hứa Chỉ Tình, Quán Âm Linh Nghiệm Ký của cư sĩ Nhiếp Văn Đài. Các bộ sách này đều có lưu hành trong nhân gian để mọi người trong các giới đều được đọc, nghe và truyền tụng. Trong tất cả các ghi chép được xem là hoàn mỹ nhất thì chỉ có bộ Tăng Biên Quán Âm Cảm Lục của cư sĩ Lý Viên Tịnh. Vì cư sĩ đã tổng thâu tất cả các bộ sách khác mà biên tập thành một bộ sách này, có thể nói bộ sách này là tập truyện đầy đủ về những khía cạnh ứng nghiệm linh cảm của Đức Quán Âm, đồng thời làm chỗ y cứ cho tất cả những người có tính tâm trì niệm danh hiệu đại sĩ,
Tuy nhiên chúng ta nên biết vì sao Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có thể linh cảm được như vậy. Bởi vì Ngài có thể phản văn vân tự tánh, nghĩa là không nghe theo thinh trần mà trở lại nghe nơi tự tánh và chiếu kiến ngũ uẩn giai không, tức dùng trí soi chiếu đều thấy thân ngũ uẩn đều không thật có. Thế nên tôi mong những vị nào được xem bộ sách này mà có thể chí thành khẩn thiết niệm hồng danh của Quán Âm Đại Sĩ, niệm đến lúc tất cả vọng niệm tiêu vong, chánh niệm hiện tiền, thì tất cả phiền não ác nghiệp hiện có đều tiêu tán và quán được tất cả những cảnh duyên khổ vui đều không thật có. Chính trong trạng thái không thật có này có thể phát khởi được tâm đại từ, vận dụng tâm đại bi, tùy cơ tiếp dẫn hóa độ, dùng tâm của Đức Quán Âm làm tâm mình, dùng việc làm của Đức Quán Âm làm việc làm của mình, đều muốn cho khắp chúng sanh đang bị thống khổ đồng được gọi nhường ân đức của Bồ Tát Quán Thế Âm, từ ngày nay cho đến đời vị lai đồng nhau thực hành hạnh của Đức Quán Thế Âm để chuyển chuyển cứu độ lẫn nhau. Đây là bản hoài của Lão Tăng khi đề tựa vậy. Điều cần ghi nhớ là lúc bình nhập triệt để không được sát sanh, tốt nhất là trường trai thì càng quý. Những ngày Quán Âm trai kỳ mà tiến hành phóng sanh thì công đức rất lớn hơn cả làm việc phóng sanh trong những ngày thường. 1. Vào triều đại nhà Tấn, niên hiệu Hương Ninh, có vị Sa Môn pháp hiệu là Trúc Pháp Nghĩa, là một vị thạc đức đạo hành. Thời gian đầu lúc mới tu học, Ngài đến cư trú tại Ninh Sơn để chuyên tâm nghiên cứu các kinh luật luận. Hàng Phật tử xuất gia theo ngày tu học thường xuyên có số trên 100 vị. Vào niên hiệu Hàm An, năm thứ 2 nhà Tấn, Ngài bị chứng bệnh trầm khí kéo dài trong thời gian rất lâu. Ngài nhất tâm thành kính quy hướng về Đức Đại Bi Quán Thế Âm, một lòng xưng niệm danh hiệu của Bồ Tát. Một hôm Ngài nằm mộng thấy có người cầm dao mổ ruột của mình rồi rửa ráy lục phủ ngũ tạng của Ngài. Bây giờ thần thức trong mộng thấy rõ các vật bất tịnh kết tụ trong tạng phủ rất nhiều. Người ấy sau khi rửa sạch các bộ phận trong cơ thể Ngài thì đem sắp xếp theo vị trí cũ trở lại và bảo Ngài phát nghĩa rằng bệnh của ông bây giờ đã khỏi hẳn rồi. Pháp Nghĩa thức dậy, quả nhiên cảm thấy trong người thật thư thái, tất cả bệnh bỗng nhiên dứt sạch. Sự tích trên là do quan thượng thư Phó Lượng triều nhà Tống soạn thuật lại. Thượng thư thường nói với các thân hữu rằng mình là bạn thân của Ngài Trúc Pháp Nghĩa. Chính Ngài Trúc Pháp Nghĩa lúc còn sanh tiền cũng thường nói đến việc được chữa bệnh trong mộng cho nhiều người nghe. Mọi người nghe xong chuyện của Ngài không ai chẳng sanh tâm cung kính và tán thán vì những việc chưa từng có đã xuất hiện trong đời, cho niềm tin nơi Đức Quan Âm. Trích Cao Tăng Truyện tập 2. Số 2. Vào triều đại Nguyên Mỹ, có một tăng nhân pháp hiệu là Thích Đạo Thái ở tỉnh Xá Hoành Dương, huyện Thường Sơn. Vị tăng nhân này từng nằm mộng thấy có người đến bảo rằng số mạng của ông sẽ kết thúc vào lúc 42 tuổi. Đến năm đó thầy mắc bệnh nặng, trong tâm tự nghĩ chắc là không qua khỏi nên thầy đem y bát và tất cả bạc tiền đồ đạc vân vân làm lễ trai tăng bố thí rất lớn để cầu phước. Có người bạn đồng tu thấy thế bèn nói: tôi thấy trong kinh Phổ Môn chính kim khẩu của bổn sư Thích Tôn dạy Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát rằng nếu có người nào thọ trì danh tự của 62 ức hằng hà sa Bồ Tát, lại thêm suốt đời đem thức ăn uống y phục đồ nằm để cúng dường theo ý ông, nghĩ sao công đức của thiện nam tử thiện nữ nhân ấy có được nhiều chăng? Vô Tận Ý Bồ Tát thưa: rất nhiều, thưa Thế Tôn. Đức Phật dạy tiếp: nếu lại có người thọ trì danh hiệu của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát cho đến lễ bái cúng dường, chỉ trong một thời thì phước đức của hai người ấy
đồng nhau không khác. Thầy Thích Đạo Thái nghe nói thế có phần cảm ngộ, liền chí thành quy hướng nơi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngày đêm khẩn thiết trì niệm danh hiệu của Ngài không hề dễ đại. Thầy tinh tấn thực hành trải qua 4 ngày đêm. Bây giờ lúc Ngài đang ngồi trong mùng, bỗng nhiên thấy có quang minh từ ngoài cửa chiếu vào và thấy hai bàn chân của Quán Âm Đại Sĩ bằng hoàng kim sáng rực chiếu khắp trong thất. Thầy Thích Đạo Thái lập đập vén mùng, quỳ xuống đất cúi đầu đảnh lễ. Khi ngước lên thì cảnh tượng lạ lùng trang nghiêm ấy đã biến mất. Lòng thầy vui buồn lẫn lộn, toàn thân tốt mồ hôi ướt đậm. Ngay sau đó liền cảm thấy trong người nhẹ nhàng thư thái. Chứng trọng bệnh nói trên liền được dứt hẳn. Trích Cao Tăng Truyện tập 2. Số 7. Triều đại nhà Tề có một người tên Kiến An Vương bị bệnh ghẻ lở không thuốc gì trị được. Người ấy ngày đêm khẩn thiết chí thành, chuyên niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm, ngày đêm không dứt. Một đêm nọ, ông nằm mộng thấy đại sĩ dùng tay xoa thuốc lên những nơi bị ghẻ lở cho mình. Sáng hôm sau, lúc thức dậy, ông thấy những nơi bị ghẻ lở đều đã lành hẳn. Mọi người khi nghe thấy đều lấy làm lạ và cùng ngợi khen. Việc ấy được lan truyền khắp nơi, những người đương thời do đó phát tính tâm quy hướng về Quan Âm Đại Sĩ rất đông. Trích Cảm Ứng Truyện. Số 8. Triều đại nhà Lương có một vị sa môn là Thích Pháp Kiều, người ở Trung Sơn. Thầy xuất gia từ lúc nhỏ nên đối với việc tụng kinh niệm Phật thầy rất bực tinh tấn, nhưng khổ nổi âm thanh của thầy không được lôi cuốn, thiếu chất thiền vị. Bây giờ thầy bèn phát nguyện tuyệt thực sám hối, chỉ tiếp cầu nguyện quy mạng nơi Đức Quán Thế Âm. Trải qua suốt 7 ngày đêm, thầy kiền thành lễ bái xưng niệm không trễ lười, mong cầu được hiện báo. Bạn đồng học thấy vậy hết sức ngăn cản, nhưng không một ai có thể lay chuyển được quyết tâm của thầy. Đến ngày thứ 7, thầy cảm thấy cổ họng thông suốt, liền lấy nước súc miệng rồi nói rằng: "Tôi đã được sự ứng nghiệm rồi." Sau đó thầy tụng 3 biến kinh, âm thanh trong trẻo ấm áp vang xa suốt một dặm đường. Mọi người bấy giờ nghe nói đến việc này đều kinh ngạc ngợi khen, đua nhau đến chùa để mục kích và nghe thầy tụng kinh. Từ ấy về sau, mỗi ngày thầy đều tụng kinh đến vài mươi vạn lời, âm thanh ai nhã thông suốt ấy đến lúc thầy 90 tuổi vẫn không suy giảm và thay đổi. Trích Cao Tăng Truyện tập 1. Số 9. Triều nhà Tùy có vị sa môn Hồng Mạng, người ở An Định. Lúc còn ở thế tục, thầy mắc phải chứng bệnh thời khí, hai chân co quắp không thể đi đứng được. Thường ngày thầy thành kính chuyên niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm. Một hôm bỗng có một vị cao tăng tay bưng tịnh bình đứng trước mặt thầy. Hồng Mạng lập tức cúi đầu thi lễ thưa hỏi: "Đại sư từ đâu đến?" Vị tăng từ tốn trả lời: "Ta thấy ngươi thường ngày thành kính khẩn thiết xưng niệm danh hiệu của ta nên đến đây cứu giúp. Sở dĩ ngươi mắc bệnh như vậy là do tiền thân kiếp trước ngươi hay trói cột sinh mạng loài vật, do dư báo ấy mà mắc bệnh như vậy. Bây giờ hãy nhắm mắt lại, ta sẽ trị bệnh cho." Hồng Mãn vâng lời. Ngay khi ấy thầy có cảm giác trên đầu gối mình hình như có người nhổ cây đinh vài tấc ra vứt bỏ. Thầy thấy hai chân như có sức bật trở lại bình thường và thầy đứng dậy được. Lúc mở mắt ra làm lễ tạ ơn thì vị tăng nói trên đã biến mất. Thầy biết đó là Bồ Tát thị hiện cứu độ mình nên từ đó phát nguyện không cưới vợ, ở tại gia tu hành ngày càng tinh tiến. Dù không nghiên cứu kinh điển nhưng tự nhiên thầy lại thông suốt được pháp môn thiền quán. Mỗi khi tĩnh tọa có thể trải qua suốt 7 ngày vẫn an nhiên bất động. Đến niên hiệu Khai Hoàng nhà Tùy, thầy đến xuất gia tại chùa cứu độ. Trích Cao Tăng Truyện tập 2. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, con xin phép được đọc tiếp tục một phần trong
sách A, Ấn Quang Pháp Sư văn sau tục biên quyển thượng. Số 2, sách Các Xứ Giảng Diễn Lục, nghĩa là tập sách ghi chép những bài diễn giảng tại các nơi, nghe nói đã in rồi, quan một lực khá yếu để viết gửi đi và trả lời hai lá thư này, phải dùng cả kiến lão lẫn kiến lức mới thấy được lờ mờ. Do vậy chẳng thể can dự vào việc giảo duyệt tập sách giảng lục được. Đối với danh vị xã trưởng Phật Quan xã của Trương Sư Từ, quan chỉ mang tiếng xuông, chứ đối với việc giảng diễn đề từ ghi lời bạc, sức chẳng thể kham được. Bà tiếp phụ họ Trương dùng Đại Tạng Kinh làm pháp bảo trắng môn để lợi sanh của Phật Quan xã. Công đức ấy khiến cho chính bà được tăng cao phẩm sen, cháu bà ta là Thận Tu liền được khỏi bệnh đờm. Nay gửi cho Thận Tu và Lệnh Ái, Hữu Trinh mỗi người một bao tro hương đại bi. Tro này đã gia trì hơn 3 tháng rồi. Mỗi ngày nếu ít thì tụng 50 biến, nhiều thì 75 biến, đựng trong thùng bánh quy to, mỗi thùng khoảng hơn 10 cân. Phỏng tính đã trì tụng chú đại bi đến 6-7 ngàn biến. Một bao tro này có thể dùng để pha nước được khoảng 200-300 lần. Pha lần đầu nên dùng 1/20 lượng tro ấy bỏ trong chén lớn, dùng nước sôi để hòa, khuấy lên, đợi cho chất tro lắng xuống, đem nước ấy đổ vào trong bầu hay trong bình, mỗi ngày uống 3 lần. Hãy nên ăn chay, thường niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm, ắt sẽ có công hiệu thần diệu. Sau khi bệnh lành hẳn rồi, nên pha ít đi, không cần phải uống 1/20 giống như trước nữa. Nếu không tin, không chí thành, sẽ vô hiệu. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, lúc trước thì Giác Nhàn đề xướng một năm có 3 cái ngày lễ Vía Quan Âm: 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9. Sau đó rồi tổ chức ở Đại Tùng Lâm. Thì Giác Nhàn đi sang Mỹ thì không có tổ chức nữa. Khi về lại đây thì đọc vào trong văn sao, thấy Ấn Tổ khuyên nên niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát. Buổi sáng mình công phu xong mình niệm khoảng 15 phút, được khoảng 500 danh hiệu. Niệm với cái tốc độ như vậy: Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà mình đừng có ráng nó quá. Khi mà ráng quá đó thì nó sẽ nhói ở sau lưng đó. Là do mình bị cái phổi nó không có kịp, không khí nó vô, nó nhói ở sau lưng với mình bị tổn khí. Niệm vừa phải thôi, hít hơi sâu vô bắt đầu mình niệm, thì khoảng 15 phút là nó được 500 danh hiệu. Sáng không được 15 phút, tối không được 15 phút. Rồi hàng ngày trong tâm mình thấy nó có bất an, mà nó có cái gì nguy đốn xảy ra, thấy nó có cái gì đó mà mình cảm giác thấy không ổn rồi đó, thì trong tâm mình niệm 5 chữ Quán Tham Bồ Tát. Đây là Giác Nhàn đọc thư của Ấn Tổ. Giác Nhàn có áp dụng và nhớ rất là kỹ, nhắc lại cho quý vị. Còn bình thường thì 4 chữ A Di Đà Phật niệm trong tâm. Khi mình lễ Phật thì mình xưng niệm 6 chữ, ngồi xuống rồi mình niệm 4 chữ. Cái này lúc trước có đọc mấy cái lá thư cho quý vị nghe. Mình quyền biến làm sao trong cuộc sống của mình nó niệm mà nó không có tổn khí, nó mệt mỏi, nó khó chịu trong người, mình làm sao cho nó thỏa mãn. Còn về cái việc mà hồi nãy Ngài đưa cái cho đại bi á, Ngài nói là mỗi ngày Ngài trì 50 biến, 49 biến hoặc 50 biến, và nhiều nhất đó là 70 biến. Thì đó là cái điều mà Ngài hành trì, thì hôm nay Giác Nhàn giới thiệu cho quý vị. Nhưng mà có những người, người ta không thuộc lòng, người ta không thích trì, người ta niệm Phật có được vãng sanh không? Được. Chúng tôi dạ quả quyết là được. Nhưng mà Ngài nói một câu đó là Đức Phật A Di Đà cũng phải cần Bồ Tát Quan Âm đứng để mà hỗ trợ tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh. Còn bọn phàm phu như chúng ta mà không nhờ cái thần lực của Bồ Tát Quan Âm thì gặp nhiều chướng nạn lắm. Ông gia trái chủ đối đầu đủ thứ hết. Như những vị mà hồi nãy những cái chuyện mà họ bị bệnh á, họ niệm Quan Âm thì cái sự cứu khổ của Ngài nó lẹ làng hết.
đó là cái lời khai thị của Ấn Tổ. Mà chúng tôi cũng không hiểu sao là Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát là Ấn Tổ quá thân á, của Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát mà Ngài vẫn trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Và cái chỗ ở của Ngài đó là cái đảo Phổ Đà Sơn, ở trên núi chùa Linh Nham, là chỗ đó là Bồ Tát Quan Âm ứng hiện. Thường mỗi vị Bồ Tát có những cái công hạnh, cho nên thành ra cái hạnh nguyện của Bồ Tát Đại Thế Chí đó là Ấn Tổ mà Ngài vẫn trì đại bi. Thứ nhất là biểu pháp cho chúng sanh, thứ hai đó là Ngài vẫn thấy cái thần lực Bồ Tát Quan Âm bất khả tư nghị. Cho nên sáng hôm nay cô Hương mà thường cũng hay hỗ trợ cho cái lớp học đỡ tử quy, cổ với chồng cổ đi qua bên Úc, cô cũng có nhà cửa đồ bên đó, thì hôm nay cô không có dự pháp hội, chứ hầu như không có pháp hội nào ở đây cô bỏ hết. Thì cô nói cái cục bú của cổ nó lớn lắm, bữa cổ lên tịnh thất Quan Âm dự lễ Vu Lan với mấy cái lễ chúng tôi thấy rất là lớn. Sau đó rồi cô về lại, cô đi khám thì bác sĩ nói mổ, cổ không mổ, người ta cho thuốc một bịch. Cô nói láo với ông chồng là uống rồi, cho cô để trên bàn thờ, cô không có uống, cô sợ uống vô chết mấy di trùng. Thì cô nghe lời chúng tôi, bắt đầu cô trì đại bi một ngày 49 biến, rồi bữa nay gần như nó lạnh luôn. Ở đây là người thiệt việc thiệt, cô mới nhắn tin, cô kêu sao bữa nay thấy nó nhỏ mà nó gần như nó lạnh. Thì cô dấn hương là quý vị biết là cô hay hỗ trợ cho từ thiện, in kinh pháp hội của phóng sanh. Thì chúng tôi muốn nói cho quý vị là cái thần lực chú đại bi, chỉ có Phật cùng Phật mới thấu tột nguồn chơn của thần chú đại bi. Mình tu thêm, kiêm thêm cái thần lực của Ngài gia trì. Hòa Thượng Tuyên Hóa nói ai mà trì thần chú đại bi, cái tiêu chuẩn của Ngài là 108 biến, mà 3 năm bệnh sida cũng hết. Nếu ai không tin lên trong web vô lượng thọ.vn vô cái phần Hòa Thượng Tiên Hóa khai thị trì chú đại bi á, nghe rồi thì ung thư chắc chắn hết. Cho nên cái thần lực của Bồ Tát Quan Âm gia trì cho mình để vượt qua những chiến nạn nó nhanh. Cho nên coi kỹ vào trong văn sao thì chỉ có niệm Phật, niệm Quan Âm và trì chú đại bi, ba cái pháp đó. Nhưng mà ngày một ngày thì chỉ có 75 biến thì cũng không có mất thời gian nhiều. Rồi rảnh mình cứ niệm Phật, niệm Quan Âm thêm. Thì Ngài nói một câu mà nghe nó thấm thía, ăn cơm trắng, ăn cơm suông nó ngán, mà có thêm rau cỏ rồi, đậu khuôn đồ vậy đó, ăn mặn thì có thịt cá rồi nó ngon. Cũng vậy, cái người niệm Phật mà cần thêm cái gia vị của tụng kinh vô lượng thọ, tụng kinh Di Đà, ấn tống kinh, rồi ấn tống tượng, rồi niệm thêm Quan Âm, rồi trì chú đại bi á, thì như ăn cơm nó thêm gia vị thức ăn. Được không? Rồi nó nghe tự nhiên có lý và nó hợp lý. Nhưng mà cái hay của Ngài là Ngài kêu cái gì làm chủ, cơm vẫn là chủ, thức ăn là phụ, niệm Phật vẫn là chủ, là chánh hạnh, còn những cái kia là trợ hạnh. Cho nên không biết đâu là chủ, không biết đâu là chánh là thất bại. Có mấy cô Phật tử kêu bữa nay Phật tử ở Sài Gòn khắp nơi kêu thầy tu niệm Phật, hôm nay thầy nhắn nhàng tu sen tạp, thêm niệm Quan Âm, thêm trì chú đại bi rồi. Thì Vấn Nhàn nói thôi ai nói gì nói, mình theo Ấn Tổ chắc chắc ăn. Ngài vãng sanh rồi, mình theo y chang rồi, mình hành là mình bảo đảm yên tâm. Còn ai nói gì nói à. Cho nên hôm nay quý vị về lấy được cái cuốn Tục Biên á, quý vị đọc cho kỹ. Thấy Ngài nói ở trong này, quý vị hành theo là có sự thành tựu. Mà hay có một cái nha, cái bộ văn sao này nó có hai cái là giúp cho gia đình của mình nó ổn định luôn. Là bởi vì Ngài nói về cái việc giáo dục gia đình, rồi giúp cho mình trọn vẹn được cái ý nguyện bản sanh luôn. Vì Ngài có nói cái pháp môn tịnh độ, cho cái bộ sách này nó bao hàm coi như là thế gian và xuất thế gian nó trọn vẹn. Cho nên tôi quý cái bộ sách này. Vừa rồi cô Hoa Tâm cô lên cô thăm chúng tôi nói mẹ của cô là bây giờ còn sống đó, bà gần ra đi rồi, thấy cũng yếu, cô phát tâm in văn sao đi. Còn cái cuốn Tăng Quản Chánh Biên nữa là Vấn Nhàn gọi như là trọn vẹn tục tam biên là xong rồi, tục biên là giờ in xong rồi, còn chỉ đang dàn trang in Tăng Quản Chánh Biên nữa.
Thì có nghe vậy xong là có tự động tự nhiên thôi. Có phát tâm 500 triệu để mà in cái bộ này. Nhưng mà cái bộ này nếu mà in ra cũng phải là 2 tỷ. Thì chúng tôi mới nói rằng là cô không phát tâm đi nữa, chừng thầy in thì cũng có tiền. Cái này thầy in thầy tặng cho mọi người, chứ không có in, không có bán. Cho nên thành ra là cái sức gia trì Long Thần Hộ Pháp, chữ Phật Bồ Tát gia hộ là chắc chắn hai bộ đầu nó là như vậy rồi. Thì tự nhiên cô cảm động, cô phát tâm 500 để in, để hồi hướng cho mẹ của cô. Và hôm nay Giáng Nhàn nói như vậy không phải là để kêu gọi quý vị thực sự trong lòng ngồi trước Tam Bảo tại tổ đình Vĩnh Nghiêm, không phải kêu gọi quý vị phát tâm cúng dường. Mà chúng tôi muốn nói đây là cái công đức in kinh thì tội quá khứ nặng thành nhẹ, mà nhẹ biến mất. Chỉ có cách in kinh lưu thông truyền lại cho hậu thế là siêu độ của quyền thất tổ cho cha mẹ của mình. Cái lời Ngài dạy nha. Và hồi hướng cho những người phước còn sống tăng long, tăng phước, tăng thọ và tiêu nghiệp. Hôm nay chúng tôi trân trọng cái này cúng dường quý vị là không một điều kiện. Cái bộ sách này pháp hội sau là tặng mấy, không một điều kiện. Bởi vì chúng tôi hiểu ra là làm cho mình, chứ không phải làm cho ai. Tùy theo khả năng mình có ít làm ít, có nhiều làm nhiều, không có khỏi làm. Chúng tôi có ít cho ít, có nhiều cho nhiều, không có khỏi cho. Gọi là mình làm tùy duyên chứ không có phan duyên. Hiểu chỗ này không ạ? Khi mà mình làm được như vậy, mình nói như vậy thì thực sự có cái sự giá trị. Chứ mình đói một đường, mình làm một ngã thì thời gian nó cũng cháy nhà lò mặc dù. Nó không có đúng. Miệng nói đường, tâm nghĩ một ngã rồi làm một chuyện nữa, không có đúng, không có hợp. Cái làm việc của Phật là phải chân thật mà làm, không có thôi đóng cửa tu. Vậy chúng tôi xuống đây thấy cái duyên tổ chức ở Vĩnh Nghiêm nó thù thắng. Thượng tọa rất là hoan hỷ. Cần cái gì là thượng tọa hỗ trợ giúp đỡ cho quý Phật tử tu một ngày cũng được. Thượng tọa kêu tu suốt ngày cũng được, mà tu mấy tháng luôn ở ngoài tu cũng được. Hoan hỷ. Cho nên thành ra thì tri kỷ gặp tri âm. Tâm người lớn thì gặp người lớn, mà tâm bé thì gặp người bé. Vậy cho nên thành ra hôm nay thực sự mà tại cái tổ đình Vĩnh Nghiêm ngay trung tâm thành phố mà chúng ta ngồi trong này để cộng tu yên ổn như vậy, phóng sanh, ăn cơm rồi cúng thí thực, rồi mình tu một cái buổi tu như vậy nhờ cái ân đức của vị trụ trì. Những vị trụ trì họ có cái ân đức lớn, họ mới có cái y báo. Một cái chùa này thì thôi rồi, nó giá trị về mọi mặt. Nó có một cái lịch sử, là một cái tổ đình lớn, các vị hòa thượng lớn gầy dựng ở một cái nơi này. Hôm nay chúng ta vô được ngồi ở đây để mà nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật, ăn cơm, gieo cái nhân trong một cái pháp hội, trong một cái tổ đình như vậy. Đó là một cái nhân nó tốt dữ lắm. Quý vị thấy thì bình thường thôi, nhưng mà chúng tôi cảm giác thấy nó không phải, chúng tôi nói tăng nhân cách hóa quá đáng đâu. Nó tốt dữ lắm. Bởi vì đây là một cái hành động thiện, cái suy nghĩ thiện. Và mình đang ở trong cái hoàn cảnh thiện này, đang hưởng cái phước báu này. Chút xíu nữa mình ra về rồi đâu có hoàn cảnh được như vậy nữa đâu. Quý vị công nhận không ạ? Chúng tôi ngồi nhìn lại thấy những gương mặt của quý vị hoan hỷ. Nó không có một cái sự căng thẳng lo âu, biết vô đêm thầy nhà không kêu gọi cái gì, biết mình sao, không có suy nghĩ. Vô đây coi như là tâm nó trống trải. Còn đi làm đôi khi còn suy nghĩ đối phương không biết nó có lừa mình hay không, chứ vô đây là khỏi ai lừa mình rồi. Đúng không ạ? Ai ngồi được từ lực Phật gia trì, chư tăng hỗ trợ, rồi ăn uống tu tập, không phải suy nghĩ căng thẳng, không biết hôm nay vô ông có lừa mình gì không. Không phải lo nghĩ gì. Giây phút thiệt là thần tiên, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta phải ra còn phóng sanh cúng thí, rồi chúng ta dùng cơm nữa hả quý vị ha. Hai chuyện gì chúng ta đứng dậy. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng
Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 8 năm Mậu Tuất, tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cộng tu một ngày. Chư vị Phật tử hôm nay phát Bồ Đề Tâm, bỏ tịnh tài ra để mua tất cả các loài chim, loài cá, loài sóc, loài lươn, loài ốc đem về để phóng sanh. Quý vị được công đức tài thế là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Hôm nay tất cả các loài chúng sanh đều được về gọi Tam Bảo, được quy y Tam Bảo sám hóa nghiệp chướng, được nghe chánh pháp. Quý vị được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ trí tuệ sáng suốt thông minh. Tăng lễ chiều hôm nay, con cá, con lươn, con chim, con sóc, con ốc này bị cắt cổ nhỏ lông, chiên xào ẩu nướng, đau đớn hoàng hoài sợ hãi trên la. Quý vị mua cái chết này là được công đức vô ý thí, là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh hoạn. Đó là 10 công đức phóng sanh trong kinh Đại Tập Đức Phật đã dạy như thế. Này tất cả các loài chúng sanh, sở dĩ quý vị mang thân loài súc sanh là trong nhiều đời do thâm khẩu ý tạo ra nhiều nghiệp mà tham sân si, nhất là nghiệp si mê. Quý vị phải mang thân loài súc sanh sống chết gửi trên giao thớt. May thay hôm nay được các bậc thượng thiện nhân mô các vị đem về để phóng sanh, tức là thả quý vị không còn ở trong chim lồng cá chậu. Trong kinh Phạm Võng dạy rằng người chết làm ốc, ốc chết làm người, người chết làm chim, chim chết làm người, người chết làm sóc, sóc chết làm người, người chết làm dê, dê chết làm người. Sanh tử luân hồi bao nhiêu đời kiếp cho đến ngày hôm nay. May thay hôm nay quý vị còn được túc căn thiện lành nhiều đời, cho nên được các bậc thiện thánh nhân mua các vị đem về tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm để quy y Tam Bảo sám hối nghiệp chướng, để quý vị phát Bồ Đề Tâm gieo duyên với Tam Bảo. Vì tất cả chúng sanh loài sóc, loài chim, loài ốc, loài cá đều có Phật tánh, tuy nhiên tánh Phật quý vị mê mất, cho nên quý vị phải làm thân lòng thân súc sanh. Giờ đây quý vị hãy giữ tâm mình cho thanh tịnh để quy Tam Bảo sám hối nghiệp chướng, niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc giới hương, định hương giữ huệ hương. Dạ thôi trì kiến hương quang minh quang đài biến pháp giới cúng dường đồng hương Tam Bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Dương chi tịnh thị biến sai tam thiên tấn không bác đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tăng duyên diệt tội tiêu thiên hóa diệm hóa hồng liên. Nam mô thanh lương địa Bồ Tát. Nam mô thanh lương địa Bồ Tát. Nam mô thanh lương địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phù thử thị giả bác công đức thị tại thiên dân thiên đẩy chúng sanh nghiệp câu trần biến nhập tỳ lô qua tạng giới cái trung vô sứ bất siêu luân thị bất tẩy thị diệu cực pháp thân. Trần bất nhiễm trần văn tác tự kỷ quyên trừ nội ngoại đảng địch đàn tràng sái khô mộc nhi tác dương sứ khác. Văn nhi thành tịnh độ sở vị đầu nội ngoại trung gian vô trữ quế thánh phàm ô hiển tổng thanh lương Bồ Tát liệu đầu cam lồ thủy. Năng linh nhất đức biến thập phương tinh chuyên cấu é tổng nguyên trừ khổ sái pháp viên pháp thanh tịnh này chúng hữu tình bạn nhất thiết nghiệp chướng đất sanh căn bản tịnh độ đà la ni na mô a di đà bà già đa đa di đà tha di đi đô ma tỳ a di đi đa thắng cam ma tỳ a di đi đa thì ca lan đế a di đi đa thì ca lan đa già di ni già già a di đa ca lệ ta bà ha đa bà già đa ta già đa già đa đi đà tha di đi đô ma tỳ a di đi đa thắng cam ma tỳ a di đi đa thì ca lan đế a di đi đa thì ca lan đa già di ni già già a đa bà ha nam mô a di đà bà già đa ta già đa già đa đi đà tha a di đi đô ma tỳ a di đi đa thắng cam ma tỳ đa a di đề đa đề ca lan đa già di ni già già na chỉ đa ca lệ ta bà ha. Này các loài chúng sanh kia, các người nên nhớ cho khi bỏ thân xúc sanh Tam Bảo được trở lại làm người đầy đủ gặp chánh pháp tinh sau cùng nguyện thế chuyên niệm Phật Di Đà cầu vãng sanh tịnh độ chứng được ngôi bất thối để độ tận chúng sanh. Nam mô tịnh độ Phẩm Bồ Tát. Phẩm Bồ Tát. Nam mô tịnh độ Phẩm Bồ Tát. Ma Ha Tát. Chúng sanh đây có bao nhiêu lắng tai nghe lấy những điều dạy rằng các ngươi trước lòng trần tục lắm
nên đời này chìm đắm sông mê tối tâm chẳng biết tu trì. Lại về mang thân sống đỏ đầy chết thường đâu có lông vẫy sừng có đỡ được đâu, dù là bay trước lần sau lưới bay tên bắn móc câu thả mọi tác cản bất cùng hơi vung độc lúc đó dù kêu khóc ai thương. Đau đang son đời buồn vẫn chết nay ngươi cầm chắc may sao nhờ các vị thượng nhân cứu cho ngươi được thoát thân đến đây lại được nhờ ân phép vào vậy ngươi kịp hồi đầu quy Phật xong dốc lòng quy pháp quy tăng tâm tâm nhẹ nhàng này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y Phật lưỡng túc chung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y pháp ly dục chung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y tăng chúng chung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y Phật không đọa địa ngục này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y pháp không đọa ngạ quỷ này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y tăng không đọa vàng sanh này các người xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi gốc là tham sân si từ thân miệng ý mà sanh ra hôm nay phát tâm xin sám hối nam mô cầu sám hối Bồ Tát Bồ Tát Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát Nam Mô Đa Bảo Như Lai Nam Mô Bảo Thân Như Lai Nam Mô Diệu Sám Thân Như Lai Nam Mô Quảng Pháp Thân Như Lai Nam Mô Ly Bố Ý Như Lai Lai Nam Mô A Di Đà Như Lai Ma Ha Vấn Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Hộ Ẩn Giai Công Độ Nhân Thế Khổ Ấn Sa Lợi Tự Sanh Bánh Dì Công Sanh Tư Thị Công Công Thứ Thi Sanh Tâu Thương Anh Thức Diệp Phục Như Thị Sa Lai Tử Thị Chư Pháp Công Thức Bánh Sanh Bánh Dì Bánh Câu Bánh Tình Bánh Tăng Bánh Giảm Thị Cổ Công Chung Vô Sáng Vô Thọ Thượng Hành Thức Thiện Tăng Ý Bồ Sáng Tình Nương Vị Xuống Pháp Vô Nhà Giới Đại Trí Vô Ý Thính Giới Vô Vô Minh Diệp Vô Vô Minh Tăng Đại Trí Vô Lợi Tử Diệp Vô Lợi Tử Tăng Vô Cổ Tăng Diệp Đạo Vô Trí Diệp Vô Đáng Dĩ Vô Sở Đáng Cốt Y Bán Nhã Ba La Mật Đa Cố Tâm Vô Quay Ngài Vô Quái Ngài Cố Vô Hô Cung Vô Liễn Ly Điên Đạo Mầm Tưởng Cư Căn Niêm Vạn Đăng Thế Dư Phật Y Bán Nhã Ba La Mật Đa Cố Đắc A Đạo Đa La Tâm Điều Tâm Bồ Đề Ta La Mật Đa Thị Đại Thần Chú Thi Đa Minh Chú Thị Vô Thượng Chú Thi Vô Đăng Đăng Chú Đăng Trần Dân Thế Cổ Trần Thiện Bán Cờ Cố Thiên Bán Nhã Ba La Mật Đa Chú Tâm Thi Chú Vi Yên Đê Yên Đê Bồ Đề Tâm Bà A Yên Đê Yên Đê Ba La Yên Đê Ba La Tâm Yên Đê Bồ Đề Tâm Bà A Yên Đê Yên Đê Ba La Yên Đê Ba La Tâm Yên Đê Bồ Đề Ta Ba Ha Quy Mạng Lễ A Di Đà Phật Ở phương Tây thế giới an lành à con nay xin phá nguyện vãng sanh cuối sinh đứng từ bi tiếp độ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật Nam Mô 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 Quan Thế Âm Bồ Tát 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 Nam Mô Quan Thế Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát 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 Nam Mô Đại Thế Chi Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chi Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chi Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Cung Thi Thừa
cực phóng sanh công đức thù thắng hạnh vô biên tâm tự tại hồi hướng vô biên tam giới dư chúng sanh tâm mạng vô lượng quang hòa sanh viên tư tam dương chư viên ngã viên đang di hồi chứng minh liệu vô biên tội chứng thanh tiêu trừ thế thế thượng hạnh bồ tát đạo viện sanh tây phương tịnh độ chung cư phẩm kim hóa đi cụ mẫu hòa na kiên văn nô vô sanh bát nói bồ tát vi phật tử nguyện di tử công đức vô cầm tư nhân tiếng ngài đang dư chúng sanh giai cầm thành phật đạo nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Thank you.